Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện đệ nhất danh sách. Tập 29. Chương 281. Nghĩ cách cứu viện. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ, mỗi lần cung điện khởi động lại người máy nano nó sẽ nói, thanh trừ chương trình online từ xa. E rằng vấn đề nằm ở chỗ này. Hẳn những binh sĩ một lòng muốn trở thành chiến binh nano kia cũng chẳng ngờ bản thân sẽ rơi vào kết quả như thế. Khó trách Hồ Thuyết bảo Lý Thị điên rồi. Như vậy là quá tàn nhẫn với những chiến binh nano đó. Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Em trai Nhan Lục Nguyên của ngươi đang ở một ngõ hẻm Bảo Nguyên cách đây chừng 10 km. Ngươi đi tìm họ đi, dẫn họ rời khỏi đây. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Khi nào Lý Thanh Chính sẽ tới hàng rào 108? Hắn bị nhốt ở đâu? Dường như Hồ Thuyết có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn cứu hắn. Ngươi là loại người này. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, ta đúng thật không phải người tốt. Ta sẽ suy nghĩ thêm. Có điều ta không phủ nhận khả năng này. Trên đường trở về hàng rào ngươi không có cơ hội. Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng ta biết nơi hắn bị giam giữ để thẩm vấn. Bất quá ngươi cũng lường trước được nơi đó được trông coi cực kỳ chặt chẽ. Ta không biết ngươi có cơ hội không. Ngươi không cần lo lắng thay ta. Nhâm Tiểu Túc nói, nếu ta không nắm chắc sẽ không tự mình chịu chết. Ta không phải loại người như vậy. Trước ngươi nói ta biết khi nào sẽ về tới hàng rào và chỗ giam giữ Lý Thanh Chính. Dưới mặt đất của xưởng may, Hồ Thuyết cũng không lấy lại giấy chứng nhận tổ điều tra đặc biệt của Nhâm Tiểu Túc. Tuy Nhâm Tiểu Túc tạo ra không ít phiền toái cho mình nhưng ông vẫn nguyện ý giúp đỡ người bạn nhỏ này một chút. Trước khi đi, Hồ Thuyết cho người đưa Nhâm Tiểu Túc một bản vẽ. Đó là bản đồ của trụ sở bí mật dưới xưởng may. Sư phụ, chúng ta đi cứu Lang Vương hả? Trần Vô Địch hiếu kỳ hỏi. Nhâm Tiểu Túc không đáp. Hắn chỉ im lặng, một lát sau hắn thở dài. Trước tiên, chúng ta đi tìm Nhan Lục Nguyên. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chủ động đi về xe tải. Trần Vô Địch đi theo sau nói, sư phụ, không cần khích lệ ta, ta vẫn đang suy nghĩ. Nhâm Tiểu Túc cau mày. Hắn biết rõ cứu Lý Thanh Chính không phải chuyện đơn giản, thậm chí khả năng cao sẽ toi mạng. Đây là chuyện mà Nhâm Tiểu Túc sẽ tình nguyện làm ư? Trần Vô Địch nói, không phải sư phụ, ta ăn chưa no. Nhâm Tiểu Túc, không sao. Tới ngõ hẻm Bảo Nguyên ta kêu Tiểu Ngọc tỷ làm đồ ăn cho ngươi. Mặt mày Trần Vô Địch hớn hở ngồi lên xe. Hắn ngồi ở ghế phụ lái. Sư phụ, kỳ thật người cũng muốn làm người tốt mà. Ta không phải người như vậy. Đừng nói nữa. Nhâm Tiểu Túc tức giận đáp. Một chân hắn dẫm vào chân ga khiến thiếu chút nữa Trần Vô Địch gói ra cơm trưa. Vừa lái xe, Nhâm Tiểu Túc vừa nói, ngươi nói xem. Bây giờ Lý Thanh Chính có khai ra chúng ta không? Bằng không hiện tại chúng ta đã bị truy nã trên hàng rào rồi. Trần Vô Địch không biết sư phụ nhà mình muốn nói gì nhưng vẫn trả lời. Ừ. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, Lý Thanh Chính cũng thật đáng thương. Vốn có thể chạy nhưng đột nhiên đám binh sĩ bí mật cho má xuất hiện. Còn bắt chúng ta dẫn đường cho. Trần Vô Địch gật đầu. Ừ. Nhâm Tiểu Túc ngày càng phiền muộn. Bỗng nhiên hắn vòng tay lái. Xe tải to lớn vung đuổi xinh đẹp trên đường. Đám Vương Vũ Trì thiếu chút nữa lộn ruột. Xe quay đầu sông về hướng khác, cũng chắc biết đi tới đâu. 5 chiếc xe tới rời khỏi trận địa 313. Mấy chiếc xe này chạy như cuồng phong vũ bão, không có bất kỳ cửa khẩu nào trên đường dám ngăn họ lại. Trong một thùng xe ở giữa là Lý Thanh Chính đang ngồi. Binh sĩ thần bí còn chẳng thèm xích hắn lại, phảng phất như chẳng sợ hắn chạy trốn. Lý Thanh Chính nhìn quan quân ngồi đối diện mình mỉm cười. Trưởng quan, bây giờ chúng ta đi đâu? Hàng rào. Mặt sĩ quan lặng như băng. Ta đề nghị người tốt nhất khai ra hành tung của Nhâm Tiểu Túc. Còn, có mọi thứ dị thường trên người Nhâm Tiểu Túc nữa. Bằng không một khi tới hàng rào ngươi sẽ phải hối hận. Lý Thanh Chính cười nịnh. Ta thật sự chẳng biết gì cả. Nhâm Tiểu Túc cũng đâu có gì kỳ lạ. Chính hắn ra họa cũng chẳng nói tổ trưởng như ta biết. Ngài thả ta rời đi đi. Về sau ta thấy hắn nhất định sẽ thay ngài mắng hắn một trận. Sĩ quan kia vẫn mặt lạnh nhìn Lý Thanh Chính, không lãng phí nước bọt nữa.
Lý Thanh Chính nhìn cảnh sắc ngoài thùng xe. Tuyết trắng mỹ lệ đọng trên sơn mạch bao la hùng vĩ. Chim ưng to lớn lượn vòng trên núi cao. Thế nhưng Lý Thành Chính không có tâm tình thưởng thức. Thầy bói nói năm nay ta sẽ gặp quý nhân, được tiến vào hàng rào, thăng chức rất nhanh, về sau sẽ dương danh thiên hạ. Lý Thành Chính cười khổ, bấy giờ cha ta vui muốn chết, thậm chí còn lên thị trấn mua thịt cho ta ăn. Ta nhớ đêm hôm đó ông uống chút rượu rồi bảo ta quả nhiên có tiền đồ, đúng là con trai ông. Lý Thanh Chính cảm khái, vậy mà nào ngờ lại được vào hàng rào ở chỗ này. Vào lúc này, một quan quân trẻ tuổi ngồi trong góc bỗng nhiên mỉm cười nhìn Lý Thanh Chính, ông thầy tướng số này ở đâu vậy? Ta cũng muốn tới xem thử. Lý Thanh Chính có chút sửng sốt, ông ta đã sớm rời khỏi thị trấn, không ai biết ông ta đi đâu cả. À, dường như vị quan quân này cũng không quá thất vọng, ta còn muốn xem vận mệnh của mình thế nào sau khi báo thù xong. Giới thiệu lần nữa, ta là Lý Thần Đàn, bạn của Nhâm Tiểu Túc. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi, Lý Thanh Chính có chút chẳng biết phải làm sao. Hắn cũng không rõ đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Cũng chẳng biết Lý Thần Đàn này là thần thánh phương nào. Chỉ là Lý Thanh Chính phát hiện những quan quân xung quanh như không nghe được Lý Thần Đàn nói gì, vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ. Lý Thần Đàn vui vẻ cười, vừa rồi chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Ta thật hâm mộ Nhâm Tiểu Túc có bằng hữu như ngươi. Có phải ngươi cũng rất hâm mộ Nhâm Tiểu Túc không? Sao có thể có bằng hữu như ta? Lời này khiến Lý Thanh Chính không khỏi ngơ ngẩn cả người. Rốt cuộc thanh niên Lý Thần Đàn này là tự tin hay tự kỷ? Sao lại nói năng lộn xộn như thế? Lại nghe Lý Thần Đàn nói tiếp. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc đã biết ngươi sẽ được đưa tới hàng rào 108. Chính xác mà nói là trụ sở bí mật phía dưới xưởng may của Lý Thị. Hắn đang do dự có nên tới cứu ngươi không? Có ý gì? Lý Thanh Chính càng nghe càng hồ đồ. Ngươi đừng nói vậy, ngươi không phải bạn hắn. Bằng không sao lại lừa hắn tới cứ địa bí mật gì đó? Bởi vì... thú vị. Lý Thần Đàn mỉm cười. Ta muốn nhìn xe bị bằng hữu kia sẽ đối đãi với bạn bè thế nào. Nụ cười kia như cất giấu một linh hồn bất an và điên cuồng, không có chỗ ký thác, hỗn loạn táo báo. Nhưng khi những yếu tố đó hợp lại một chỗ chợt trở nên bình tĩnh, nếu Nhâm Tiểu Túc ở đây, hắn nhất định hiểu rõ, nguyên lai Hồ Thuyết là cố tình tiết lộ nhiều tin tức cho hắn. Đây đều là chủ ý của Lý Thần Đàn. Đội quân bắt Lý Thanh Chính không phải binh sĩ bí mật mà là đội quân bị Lý Thần Đàn khống chế. Bất quá không biết những binh sĩ khác trốn ở đây rồi, nơi này chỉ có chừng 500 người mà thôi. Đây là một trò chơi, Lý Thần Đàn quyết định kéo Nhâm Tiểu Túc để mở màn cho sự hủy diệt của Lý Thị. Nhưng vào lúc này, cỗ xe đầu tiên phát ra tiếng nổ kinh người, phảng phất như có tạc đạn bạo liệt bị dẫn nổ. Ngay sau đó thần sắc Lý Thần Đàn thay đổi, khinh thường hắn rồi. Không ngờ hắn lại nửa đường cướp xe. Lý Thần Đàn kéo tay Lý Thanh Chính xoay người nhảy xuống xe. Âm thanh gào ta truyền từ trong rừng ra. Lão Lý, lão tử tới cứu ngươi đây. Lúc Hồ Thuyết đưa tin cho Nhâm Tiểu Túc có nói, lực lượng vũ trang của người áp giải Lý Thanh Chính cực kỳ cường đại. Nửa đường cướp xe là không thể nào. Ông nói vậy là muốn dụ Nhâm Tiểu Túc xuống trụ sở dưới đất, khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nửa đường cướp người là chuyện không thể nào. Có lẽ Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chuyện này có vấn đề. Nếu trên đường không ra tay thì khi tới chỗ có phòng ngự chặt chẽ biết động thủ đường nào nữa. Hơn nữa Hồ Thuyết đã chuẩn bị bản đồ trụ sở bí mật cho Nhâm Tiểu Túc rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lão đầu tử kia sẽ không tốt bụng như thế. Cho nên sau khi ăn cơm trưa xong, Nhâm Tiểu Túc lần nữa lái xe rời khỏi hàng rào, chạy thẳng vào rừng. Lý Thần Đàn lộn nhào hai lần dưới đất, người hắn dính đầy bụi đất, ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc được bao bọc trong thiết giáp. Bộ dáng Lý Thần Đàn chật vật nhưng không biết vì sao hắn lại cười vô cùng vui vẻ. Thú vị! Ha ha ha! Rất thú vị! Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 282 Thiếu chút bị đánh. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc vẫn chọn cứu Lý Thanh Chính. Bất quá quá trình cứu viện nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.
Trong kế hoạch, Nhâm Tiểu Túc tính dùng lá bài làm chất nổ, phá vỡ chiếc xe thứ nhất khiến đoàn xe đại loạn. Sau đó Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch sẽ dựa vào thực lực bản thân mà tiến hành đoạt người. Tiếp đó lại dùng lá bài gây ra hỗn loạn, cuối cùng dựa vào sự hỗn loạn đó mà chạy khỏi vòng vây, dụ địch nhân tới nơi hắn đã đặt sẵn bụi gai đỏ, dùng bụi gai đỏ cản địch nhân lại. Kế hoạch này không quá chu đáo chặt chẽ nhưng trong lúc vội vàng chỉ có thể ứng đối được như thế. Chỉ là chiến binh nano trong suy đoán của hắn không có, ngược lại chỉ thấy mỗi Lý Thần Đàn. Trong chớp nhoáng này Nhâm Tiểu Túc đã kịp phản ứng. Nguyên lai cái gọi là trụ sở bí mật gì đó là bố cục mà hai ông cháu Hồ Thuyết và Lý Thần Đàn thiết lập cho hắn. Binh sĩ bắt Lý Thành Chính không phải binh sĩ thần bí gì cả. Đó là tổ tác chiến là Lý Thần Đàn đã bắt cóc lúc trước. Tuy Nhâm Tiểu Túc không biết Lý Thần Đàn có mục đích gì nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chung quy vẫn tốt hơn phải đối mặt với 500 chiến binh nano mạnh mẽ a. Bất quá cảm giác thiết lập của người nào đó gần như sụp đổ rồi. Nhâm Tiểu Túc thừa dịp Lý Thần Đàn chưa kịp đứng lên thì trong chớp mắt hai chân phát lực, dưới sức mạnh của thiết giáp, mặt đất nứt ra một cái khe. Sau đó cả người Nhâm Tiểu Túc phóng qua cự ly 20 thước tới trước mặt Lý Thần Đàn. Nhâm Tiểu Túc rất nhanh nắm nắm đấm lại, hung hăng nện lên khuôn mặt tươi cười của thiếu niên. Vào lúc này, một tiểu cô nương cấp tốc bay xuống từ trên trời. Trước khi Nhâm Tiểu Túc kịp đánh trúng Lý Thần Đàn đã chắn giữa hai người, chỉ thấy nàng giơ nắm tay nho nhỏ lên đối diện với thiết quyền của Nhâm Tiểu Túc. Lực va chạm rung động ầm ầm, trong nháy mắt bụi bặm văng đầy tứ phía. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ lùi về sau, âm thanh của Lý Thần Đàn vang lên trong màn bụi, phì phì, ăn phải miếng đất rồi. Đợi bụi bặm tản đi, Lý Thần Đàn mới đứng lên, vẻ mặt đầy bùn đất nhìn Nhâm Tiểu Túc cười nói, đã lâu không gặp nha anh bạn, bạn bè là đối xử với nhau thế này à? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi, hắn nhìn thoáng qua Trần Vô Địch bên cạnh, dường như muốn kêu Trần Vô Địch một quyền nện chết thẳng trước mặt. Tuy vừa rồi Tư Ly Nhân đỡ được một quyền của hắn nhưng là do sát tâm Nhâm Tiểu Túc chưa nổi lên, không dùng toàn lực. Chỉ là vấn đề ở chỗ, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc cũng gặp qua không ít siêu phàm giả. Thế nhưng bay được như tiểu cô nương này thì chưa có một ai. Nhâm Tiểu Túc không rõ thực lực Tư Ly Nhân thế nào, hắn chỉ có thể liên hợp với Trần Vô Địch mà thôi. Binh sĩ bị Lý Thần Đàn khống chế cũng chẳng công kích họ mà ngơ ngác đứng tại chỗ, chờ Lý Thần Đàn ra lệnh. Lúc này Lý Thần Đàn cười nói, có phải ngươi rất muốn đánh ta một trận cho hả giận không? Ngươi nói xạo. Thời điểm này Lý Thanh Chính đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn không có tố chất thân thể tốt như Lý Thần Đàn nên bị ném một cái đã té bổ nhào. Lý Thanh Chính thấy Nhâm Tiểu Túc như thấy được người thân. Tiểu Túc, đánh hắn. Nét cười của Lý Thần Đàn càng đậm, ta cảm thấy ngươi không có thời gian đánh ta đâu. Có ý gì? Nhâm Tiểu Túc có dự cảm không lành. Quân Dương Thị phụ trách thẩm thấu, tấn công hậu phương Lý Thị sắp tới hàng rào 108 rồi, hoặc đã tới cũng không chừng. Mà một giờ sau, đội quân của ta sẽ bắt đầu công kích hàng rào 108. Lý Thần Đàn nói tiếp, bất kể là phương nào động thủ trước thì lúc đó hàng rào đều lâm vào chiến hào. Mà người của ngươi vẫn còn trong hàng rào, không biết thiếu ngươi, họ có thể sống sót trở ra chăng? Ta sẽ giết ngươi. Như thế chẳng phải đội quân của ngươi sẽ ngừng lại à? Nhâm Tiểu Túc hỏi, xem ra ngươi không hiểu thuật thôi miên rồi. Thôi miên là tạo ra một chỉ lệnh trong tiềm thức, dù không có người thi thuật họ cũng tự giác chấp hành mệnh lệnh kia. Lý Thần Đàn cười giải thích, hơn nữa, dù không có ta Dương Thị cũng sẽ động thủ. Ta chỉ dựa vào kế hoạch của họ mà xây nên kế hoạch của mình. Nhâm Tiểu Túc im lặng không nói, hắn đang tính toán thời gian. Lý Thần Đàn hỏi, bây giờ vẫn muốn đánh với ta một trận à? Lý Thần Đàn vừa nói xong đã thấy Nhâm Tiểu Túc xoay quyết xoay người rời đi. Vô Địch, lão Lý, chúng ta đi. Nhâm Tiểu Túc nhất định phải quay lại hàng rào và tìm được Nha Lục Nguyên trước khi chiến tranh bộc phát. Lý Thần Đàn nhìn thân ảnh dần khuất xa của Nhâm Tiểu Túc. Đợi một hồi nữa hắn mới dám mở miệng nói, thật nguy hiểm, xém chút nữa là bị đánh rồi. Tư Ly Nhân bay là đá bên người Lý Thần Đàn, Thần Đàn ca ca. Không phải quân của anh phải 2 giờ sau mới tới hả?
ta không nói thế thì hiện tại bị đánh là cái chắc rồi. Hai chúng ta chưa chắc đánh thắng được Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch. Chúng ta phải lừa họ rời đi. Lý Thần Đàn cười nói. Tư Ly nhăn nhăn mũi, ta mà không thắng được hắn. Lý Thần Đàn vỗ đầu nhỏ của Tư Ly Nhân, thời điểm hung hiểm nhất không phải ai mạnh thì người đó thắng. Vậy chứ? Thế nào? Tư Ly Nhân hiếu kỳ hỏi. Phải xem ý chí muốn sống của một người, sự không cam lòng và phẫn nộ khi chết đi, khát vọng bảo vệ người thân cùng bản năng được tích lũy khi đối mặt với hiểm nguy mới là sức mạnh chiến thắng. Lý Thần Đàn thở dài. Ca ca, hình như ngươi không vui. Tư Ly Nhân hỏi. Ừ. Lý Thần Đàn nhìn về phía đám Nhâm Tiểu Túc rời đi. Khi đó ta ẩn trong đám người, nấp vào bệnh viện tâm thần từng nghĩ, phải chi có người tới hô với ta một câu, Lý Thần Đàn, lão tử tới cứu ngươi. Lý Thần Đàn bình tĩnh lại, nếu được như vậy thì tốt biết bao. Tư Ly Nhân nháy mắt nói, về sau ta cũng có thể hô như vậy mà. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm, ngươi chỉ là đứa bé gái, không được xưng lão tử. Vậy lão nương, Lý Thần Đàn chân thành nói, ngươi vẫn còn nhỏ. Tại một trạch viện trong hàng rào, huyết dịch chảy từ trong sân nhỏ ra đường cái. Trong sân nhỏ vừa có tiếng la khóc cầu cứu phát ra nhưng chẳng ai tới cứu. Thủ vệ bên ngoài đã sớm bị giết chết. Hồ Thuyết lẳng lặng đứng trong phòng khách của biệt thự. Ông đánh giá đồ vật trang trí tráng lệ nơi đây, dường như không nhìn thấy một lão già đang vùng vẫy bò một bên. Phía dưới thân lão già là từng giọt máu chảy xuống. Huyết dịch dần tích tụ trên nền đá cẩm thạch trông không hợp mắt tí nào. Thế nhưng lão già kia vẫn không từ bỏ, vì phía dưới salon trước mắt có cất giấu một cây súng. Hồ Thuyết xuất thần nói, con gái ta sai chỗ nào? Chỉ là muốn tái hôn mà thôi. Lão già bò trên mặt đất giận dữ hét, ta làm sao biết ả là con gái ngươi? Hồ Thuyết, ngươi dám giết ta? Lý Thị tuyệt đối không tha cho ngươi. Lúc này rốt cuộc lão già cũng mò được súng lục dưới ghế salon. Hắn ra sức chĩa súng về phía Hồ Thuyết. Thế nhưng bóp cò mãi cũng chẳng nghe tiếng động gì. Súng đã sớm không còn đạn. Hồ Thuyết nhìn lão già nói, Lý Thị. Rất nhanh Lý Thị không còn tồn tại nữa. Hồ Thuyết chờ ngày này đã 9 năm. Con gái của ông bị Diễu Phố Thị trúng. Cháu ngoại của ông bị đưa vào viện tâm thần. Lửa giận kia không chỉ mười mạng người là dập được. Ông phải bắt Lý Thị dùng tất cả của chúng mà tạ lỗi con gái ông. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 283 Phá cửa. Trên đường lái xe về hàng rào, rốt cuộc đám Vương Vũ Trì cũng nhẹ nhàng thở ra. Vì người lái xe đã đổi lại thành Lý Thanh Chính. Trước kia mọi người không cảm thấy Lý Thanh Chính quan trọng chỗ nào. Mãi tới khi bị được thưởng thức kỹ thuật đua xe điên cuồng của Nhâm Tiểu Túc, mọi người mới bắt đầu hoài niệm Lý Thanh Chính. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mọi người cảm thấy cứu Lý Thanh Chính cũng rất có khả năng. Nhâm Tiểu Túc lái xe quá mức điên rồ, nói không chừng một lúc nào đó sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Nhâm Tiểu Túc tính toán thời gian xong thì nói với Lý Thanh Chính, từ đây về hàng rào mất 40 phút. Sau đó lái xe còn dài hơn nữa, trình độ lái xe của ngươi không bằng ta, hẳn sẽ đi chậm hơn. Lý Thanh Chính kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc. Hắn cũng không biết Nhâm Tiểu Túc dựa vào đâu mà nói thế. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói tiếp, đội của Lý Thần Đàn sẽ tiến công sau 1 giờ nữa. Tới lúc đó chúng ta hẳn cũng kịp tới hàng rào. Lý Thanh Chính nghe tới đó thì một chân đạp vào chân ga, hỏi, sao ngươi không khuyên tên điên kia đừng công kích hàng rào? Nhâm Tiểu Túc im lặng một chút. Lúc thoát khỏi hàng rào 109, Dương Tiểu Cận từng nói hắn biết về thân thế Lý Thần Đàn, cho nên hắn biết rõ Lý Thần Đàn vì sao phải nhắm vào Lý Thị. Hắn nói chuyện này cho Lý Thanh Chính một chút, nếu có thể ta đã sớm khuyên rồi. Thế nhưng không ai có thể ngăn cản ý chí quá thù của hắn. Hơn nữa Lý Thị hại chết mẹ hắn, ai có tư cách khuyên hắn buông bỏ cừu hận. Xui bụng ta ra bụng người mà nói, nếu là ta thì Lý Thị đã sớm tèo lâu rồi. Lý Thần Đàn muốn không chỉ đơn giản là báo thù mà còn muốn kéo tất cả Lý Thị vào địa ngục. Tuy Nhâm Tiểu Túc không ủng hộ cách làm của Lý Thần Đàn,
không cùng lập trường với hắn ta, nhưng Nhâm Tiểu Túc hiểu được tâm tình của Lý Thần Đàn. Bất kể thế nào, có cơ hội lại đánh hắn sau. Nhâm Tiểu Túc bổ sung thêm một câu. Xe chạy 50 phút là về tới hàng rào. Quả đúng như lời Nhâm Tiểu Túc, Lý Thanh Chính chạy chậm hơn hắn. Sau khi vào hàng rào, từ miệng cống phía bắc muốn tới chỗ đám Nhan Lục Nguyên ở còn phải mất một đoạn đường nữa. Xem ra phải chạy thêm 40 phút nữa. Nhâm Tiểu Túc không ngừng hối thúc Lý Thanh Chính, nhanh lên, không còn kịp rồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc lòng nóng như lửa đốt. Nếu hàng rào hỗn loạn rồi mà họ chưa tới được ngõ hẻm Bảo Nguyên thì khi đó e rằng đám Nhan Lục Nguyên đã rời đi. Rõ ràng biết không còn kịp nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn không nguyện ý buông tha. Thời điểm xe tải đang chạy nhanh như chớp trên đường phố, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc phát hiện có điểm khả nghi. Không đúng nha, đã 1 giờ rồi sao còn chưa có chuyện gì? Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới kịp phản ứng, con mẹ nó, hai ông cháu này lừa ta. Nếu đúng như lời Lý Thần Đàn nói, sau khi bị thôi miên đối tượng vẫn giữ ý niệm thì chiến đội của Lý Thần Đàn đã tấn công vào lúc này rồi. Có điều hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra. Xem ra thời gian không gấp như ta tưởng. Nhâm Tiểu Túc thả lỏng một chút, bất quá hiện tại vẫn phải nhanh chóng dẫn đám Nhan Lục Nguyên rời khỏi đây. Hàng rào 108 không còn an toàn, chẳng biết khi nào sẽ trở thành luyện ngục. Mọi người vừa tới hàng rào 108 nên không biết đường. May mà giữa trưa, vài học sinh đã tới tiệm tạp hóa mua bản đồ. Nhâm Tiểu Túc dùng nó chỉ đường, còn Lý Thanh Chính thì tập trung lái xe. Đến rồi, là chỗ này. Nhâm Tiểu Túc hô. Chờ xe ngừng hẳn, Nhâm Tiểu Túc lập tức nhảy xuống chạy vào trong ngõ hẻm tìm kiếm. Chỉ thấy trong hẻm có một sân viện treo tấm biển nhỏ, ghi chữ Nhan. Lúc này Nhâm Tiểu Túc liền hiểu rõ đây là Nhan Lục Nguyên làm để hắn dễ tìm. Đông đông đông. Nhâm Tiểu Túc gõ cửa dồn dập, hắn hô, mở cửa, là ta. Lúc này chỉ nghe trong sân có người chậm rãi mở cửa. Cửa vừa mở, Nhâm Tiểu Túc đã thấy Nhan Lục Nguyên bên trong. Có điều không chờ Nhâm Tiểu Túc tiến vào, Nhan Lục Nguyên đã bình tĩnh nói, ngươi tìm ai? Nhâm Tiểu Túc không phải người ngu, Nhan Lục Nguyên không thể nào không nhận ra hắn. Thằng bé như vậy chắc chắn có vấn đề gì đó. Trong nhà có kẻ địch. Nhâm Tiểu Túc hỏi, trong nhà có ai không? Ta tìm một người bạn tên Tân Phong. Ngươi tìm nhầm rồi, nhà của ta không có ai tên này, chắc là ở bên cạnh. Nhan Lục Nguyên nói. Nhâm Tiểu Túc hỏi trong nhà có người là muốn hỏi có phải có kẻ địch trong sân không? Nhan Lục Nguyên trả lời không có, kẻ địch đang ở bên cạnh nhà. Nhâm Tiểu Túc cười nói, được rồi, vậy ta qua bên cạnh hỏi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đi qua sân bên cạnh gõ cửa. Cửa mở hé ra, người mở cửa chẳng khác nào muôn thần đứng tại chỗ. Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc vươn tay nắm cổ người bên trong. Tay hắn vừa dùng lực liền nghe tiếng rắc giòn tan vang lên. Chớp nhoáng này, đối phương thậm chí không ngờ Nhâm Tiểu Túc chẳng chừa lại tí thời gian nào cho hắn ta. Vừa ra tay đã lưu loát gọn gàng như thế. Trong sân truyền tới tiếng súng đạn, Nhâm Tiểu Túc lập tức bao bọc toàn thân bằng thiết giáp. Đạn trong sân nhỏ bắn ra khiến cửa gỗ bị đánh chỉ còn là mảnh vụn. Nhâm Tiểu Túc xông vào, bên trong có 3 người, mỗi người đều là chiến binh nano. Một nam một nữ bị trói trong góc, đại khái là chủ của căn nhà này. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc mạnh mẽ vọt tới, vẻn vẹn vừa tới gần đã đấm một chiến binh nano văng vào bức tường phía sau, tường bị đụng ngã. Một chiến binh nano khác cầm bội đao vọt tới bổ về phái Nhâm Tiểu Túc. Một chiến binh nano khác giống to vào máy truyền tin, trợ giúp, cầu trợ giúp. Họ không ngốc. Mắt thấy một người thiết giáp toàn thân xông vào như mãnh thú liền biết đây không phải tình huống họ có thể giải quyết được. Tín hiệu cầu viện phát ra, tuy có người tới viện trợ nhưng lại tới muộn. Nhâm Tiểu Túc cầm hắc đao chém gãy bội đao của chiến binh nano kia. Sau đó đâm một nhát xuyên thấu lồng ngực đối phương. Chân Nhâm Tiểu Túc lần nữa phát lực, hắn không thèm rút đao mà cứng rắn vọt về phía trước với xác chết của chiến binh nano trên đó, đóng đinh người cuối cùng vào tường. Nhâm Tiểu Túc thu hồi thiết giáp rồi thở dài. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía bức tường bị phá vỡ liền phát hiện Nhan Lục Nguyên và đám Tiểu Ngọc Tỷ đang lặng yên nhìn hắn giết người. Vừa rồi mọi người còn đang kinh ngạc, người mang thiết giáp kia là ai?
Kết quả sau một khắc liền phát hiện ra là Nhâm Tiểu Túc. Nói thật, ngay cả Nha Lộc Nguyên cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của anh trai hắn. Chỉ là vừa rồi động tác giết người của Nhâm Tiểu Túc như nước chảy mây trôi, lúc chiến đấu lại bộc phát chiến lực kinh người khiến họ quá mức chấn kinh. Nhâm Tiểu Túc nói, đừng nhìn nữa, thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta phải lập tức rời khỏi hàng rào 108. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 284, hàng rào tan vỡ. Ca, đến cùng có chuyện gì vậy? Nha Lục Nguyên hỏi. Gần đây tin tức trong hàng rào không được thông thuận. Dường như cả hàng rào đều lâm vào tình trạng phong tỏa. Trong radio đã ngừng đưa tin, báo chí cũng chẳng đề cập gì tới chiến tranh. Chỉ là Nha Lục Nguyên chợt phát hiện người xung quanh hắn dần thay đổi. Bình thường hai vợ chồng nhà bên sẽ ra ngoài làm việc lúc 7 giờ. Kết quả hôm nay lại không nên Nha Lục Nguyên phát sinh cảnh giác. Không phải hắn quá nhạy cảm mà thân họ trong hoàn cảnh này nên phải chú ý hết thảy những điều dị thường. Có điều hiện tại Nhâm Tiểu Túc không có thời gian giải thích. Chiến binh Nano đã phát ra tín hiệu cứu viện. E rằng chiến binh thần bí trong truyền thuyết kia rất nhanh sẽ chạy tới đây. Nhâm Tiểu Túc vẫy tay nói với Nha Lục Nguyên, không kịp giải thích, nhanh lên xe. Lúc này, xe tải đã dừng ven đường, trong sân không ai nhiều lời. Hơn nữa họ đã sớm chuẩn bị xong hành lý, phẳng phất như có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Nhâm Tiểu Túc lên xe hỏi, xưởng may ở đâu? Phái Tây. Vương Vũ Trì đáp, chạy về hướng đông. Lý Thanh Chính đạp chân ga, xe tải ầm ầm chạy như bay về hướng đông. Bình thường người trong hàng rào không bao giờ chạy nhanh như thế. Vì thế khi xe tải chạy qua, rất nhiều người đi đường ghé mắt nhìn. Có người nhỏ giọng nói thầm, chạy nhanh như thế bộ vội đi đầu thai lắm hả? Nói xong người họ theo giờ tan tầm chạy về nhà. Trong lòng hắn còn băn khoăn tối nay có nên mua thêm tí gạo không? Hai ngày nay trong nhà đều ăn cháo, gạo sắp hết rồi. Ở trên xe, Nhâm Tiểu Túc lần nữa cho Nhan Lục Nguyên một đống người máy nano. Vương Phú Quý ôm ba lô ngồi bên cạnh hỏi, Tiểu Túc, thế này là sao? Hàng rào rất nhanh sẽ trở thành chiến trường, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Nhâm Tiểu Túc nói, cuộc sống các người thế nào? Cũng khá tốt, rất nhiều nhà đều hết đồ ăn rồi. Họ không tích trữ nên giá lương thực vừa tăng họ không đu theo nổi. Thế nhưng tiền chúng ta vẫn còn. Vương Phú Quý vui cười hớn hở nói, bây giờ chúng ta đi đâu? Trong số những lưu dân được tiến vào hàng rào, chỉ sợ đám Vương Phú Quý là sống qua ngày tốt nhất, vì họ có tiền. Chỉ không biết vì sao, Vương Phú Quý cảm thấy hắn đã quen sống bôn ba. Để sống sót trong loạn thế, dường như chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nhưng chạy như thế cũng có lúc mệt. Đôi khi Vương Phú Quý muốn hỏi Nhâm Tiểu Túc một chút, bằng không chúng ta vào rừng sống đi, cùng nhau lẫn tránh sự hỗn loạn nơi này. Tiểu Ngọc Tỷ tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, xác nhận trên người Nhâm Tiểu Túc không bị thương nàng mới yên lòng. Các ngươi ở tiền tuyến có gặp phải nguy hiểm gì không? Trần Vô Địch vui cười hớn hở, Tiểu Ngọc Tỷ, sư phụ ta chính là nguy hiểm. Chúng ta đi đâu thì nơi đó liền trở thành nơi nguy hiểm. Mặt mày Tiểu Ngọc Tỷ hớn hở, các người không sao là được rồi. Trong mắt Tiểu Ngọc Tỷ, đám Nhâm Tiểu Túc không sao là được. Những người khác thế nào chẳng quan hệ gì tới nàng. Đây là logic đơn giản nhất của lưu dân, quản thật tốt chính mình. Nhưng vào lúc này, một chỗ trong hàng rào phát ra tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó khói đen phóng lên tận trời, cứ như ở đâu đó vừa mới có hỏa hoạn vậy. Nhâm Tiểu Túc thoáng nhìn ra bên ngoài thùng xe, cũng không biết là Dương Thị hay Lý Thần Đàn làm nữa. Hiện tại hắn không cách nào xác nhận được người động thủ là phe nào. Cư dân trên đường phố đều dừng chân nhìn về phía xa. Họ không kịp phản ứng đây là tai họa đến từ chiến tranh. E rằng đại đa số người ở nơi này đều tưởng là nồi hơi hay máy biến thế ở đâu đó nổ. Trong thế giới của cư dân hàng rào, tuy bây giờ là chiến tranh nhưng chiến hỏa sẽ không lan tới hàng rào 108. Chỉ có giá lương thực tăng cao là cùng. Ngày bình thường không ai đề cập tới chiến tranh, báo chí cũng chẳng nhắc tới tình hình chiến đấu. Người trong hàng rào còn tưởng chiến tranh sẽ không tràn tới nơi này. Có điều ngay sau đó tiếng súng vang lên,
cho tới giờ phút này dân cư hàng rào mới hoảng hốt. Chẳng lẽ chiến tranh đã lan tới nơi này? Không chờ họ kịp phản ứng, chỉ thấy từ phía nam, đạn đạo không ngừng bay tới hàng rào. Đạn đạo dài nhỏ bay trên trời, một đường nhắm về phía đông. Khi nó bắt đầu rơi xuống ngày càng gần, phía đông lại vang lên tiếng nổ. Đây là phương hướng đám Nhâm Tiểu Túc đang đi tới. Chỉ thấy vách tường trên hàng rào dần xuất hiện vết nứt. Đại lượng khói thuốc súng bay cuồn cuộn lên bầu trời. Có người dùng hỏa lực trực tiếp oanh kích tường rào. Đây nhất định là binh sĩ của Lý Thần Đàn. Nhâm Tiểu Túc không ngờ lần này Lý Thần Đàn lại có ý định hủy diệt hàng rào 108. Cảnh tượng này xuất hiện ở rất nhiều nơi. Trong hàng rào, vách tường bảo vệ cuộc sống của cư dân hàng rào không ngừng bị công kích bởi vũ khí nóng. Nhâm Tiểu Túc thầm đếm, hỏa lực công kích đến từ ba phía hoàn toàn khác nhau. Sau một khắc, tường thành phía đầu bắt đầu vỡ vụn. Từng mảnh tường to lớn rơi xuống đường phố, người phía dưới lúc đầu kinh hãi, sau đó trong mắt chỉ còn lại chết lặng mà thôi. Chết lặng này không phải vì họ không quan tâm, mà vì tường rào quá lớn, thần kinh của họ không cách nào tiếp thu được sự kích thích này nên chẳng biết phải phản ứng ra sao. Gần như cùng một lúc, khi tường rào tan vỡ, người đi đường chẳng khác nào hóa đá. Không ít người nhìn từ cửa sổ ra, căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc. Vách tường là tầng bảo hộ của cư dân hàng rào, khiến họ vừa sinh ra đã có cảm giác ưu việt và tín ngưỡng bẩm sinh. Đại đa số họ vừa ra đời đã nhận được sự bảo hộ của hàng rào. Trong mắt họ, thế giới chỉ vừa bằng một vòng tường rào này mà thôi. Họ sống ở đây, công tác ở nơi này, lấy vợ sinh con và sống hết quãng đời còn lại. Đa số họ thậm chí còn chẳng nghĩ tới nếu tường rào sụp sẽ thế nào. Một khắc này, thế giới trong suy nghĩ và nhân sinh quan của họ cũng sụp theo. Nhâm Tiểu Túc ngồi trên xe tải hét lớn, chạy tới chỗ đã sập ở phía đông. Tường rào sụp vừa vặn mở đường cho chúng ta. Khó trách Lý Thần Đàn chỉ khống chế một chi đội mà đám công kích hàng rào. Hắn khống chế là binh sĩ điều khiển tên lửa. Lỗ hổng được mở ra ở hướng đông cũng giúp Nhâm Tiểu Túc lược bỏ quá trình cho nổ miệng cống. Nhưng khi cỗ xe chạy tới hướng đông, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có gì đó không đúng. Vì dân chúng phía đông đang chạy về hướng của họ. Không đúng, không đúng, chúng ta đã bỏ qua cái gì đó. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dù hàng rào có sập thì đám người này cũng chẳng chọn đường trốn xa như thế. Khoảng cách từ phía đông chạy trốn là rất xa. Nhâm Tiểu Túc không thể nhìn thấy ở phía đông có chuyện gì. Phía đông có cái gì? Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc gào thét với Lý Thanh Chính, quay đầu. Con mẹ nó, chúng ta bỏ quên vật thí nghiệm. Nhiễu loạn lớn như vậy sao chúng có thể bỏ qua? Đúng như Nhâm Tiểu Túc đoán, vật thí nghiệm đã sớm ngủ đông ở gần hàng rào chờ lúc phát động. Hiện nhân loại đang nội loạn, đây là thời cơ tốt nhất cho chúng. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 285, viện binh của lão tử tới rồi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc đang chạy về hướng đông, vì phía ngược lại là binh sĩ thần bí của Lý Thị đuổi theo. Hơn nữa tường thành phía đông đã có lỗ hổng. Thế nhưng chạy tới nơi hắn liền phát hiện có chỗ không đúng. Nhìn đám người đang chạy, rõ ràng phía sau họ đang có thứ gì đó rất kinh khủng đuổi theo. Nhâm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch, ngươi nghe được động tĩnh phía trước không? Có tiếng gào thét kỳ quá gì không? Trần Vô Địch gật đầu, có. Xem ra thật sự là vật thí nghiệm. Lão Lý nắm chặt thời gian quay đầu lại. Nhâm Tiểu Túc hô. Bấy giờ, đám Nhâm Tiểu Túc phải vòng về tìm đường khác, xem thử có chỗ nào tránh được sự truy kích của binh sĩ thần bí không. Nhâm Tiểu Túc tình nguyện đối mặt với binh sĩ thần bí chứ chẳng muốn đối đầu với vật thí nghiệm mênh mông. Khi còn ở hàng rào 109, số lượng vật thí nghiệm đã hơn 1.000. Hiện tại đối phương còn thu nạp cư dân của hàng rào 109. Xem như có người nói số lượng vật thí nghiệm đã lên tới 3.000, Nhâm Tiểu Túc cũng tin. Phía sau bọn họ chỉ sợ là mấy trăm binh sĩ thần bí. Một bên là mấy trăm, một bên là mấy ngàn, cũng không quá lựa chọn. Đúng là nhà dột còn gặp mưa. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói.
hàng rào to lớn bỗng biến thành một lòng giam. Bên trong là cư dân chạy trốn không ngừng bỏ mạng. Tất cả hệ thống phòng không trong hàng rào đã chẳng còn tác dụng. Điểm này không ngoài ý muốn của Nhâm Tiểu Túc. Trung quy Hồ Thuyết làm phản. Hệ thống phòng không của nội bộ Lý Thị chẳng khác nào biến thành giấy vụn. Vốn Lý Thị đề phòng vật thí nghiệm nhưng họ không ngờ lại có tên lửa phá hủy tường thành. Một đôi tình lữ đang đi trên phố. Khi họ thấy được vật thí nghiệm hung ác sau đám người thì bắt đầu chạy như điên. Trong lúc chạy, cô gái bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Mà chàng trai vốn nói sẽ bảo vệ cô cả đời nhanh chóng vung tay, một mình chạy về phía trước. Cô gái than khóc khàn giọng tên người bạn trai kia, cuối cùng vẫn không nhận được ngay cả một cái ngoài đầu của chàng trai. Một nam nhân trung niên đang đẩy xe lăn, người ngồi trên xe lăn là cha hắn. Trước kia vì tai nạn mà bị liệt nửa thân dưới. Khi vật thí nghiệm xông tới, nam nhân trung niên bỏ xe lăn lại, một mình chạy trốn. Chỉ còn lại thân ảnh ông lão đối diện với hình dáng hung tợn của vật thí nghiệm. Kỳ thật ông lão cũng không muốn sống nữa, những năm nay ông bị người nhà không ngừng chửi rủa. Thậm chí con dâu còn ở trước mặt ông mắng ông là lão bất tử. Tất cả xấu xí được che giấu dưới lớp tô son chát phấn từ sự phồn hoa của đô thị nay nháy mắt bộc lộ hoàn toàn. Trong đám người, một người mẹ đau chân đẩy con của mình đi. Con đi trước đi. Nghe lời mẹ, đừng quay đầu lại. Mẹ sẽ đuổi theo con ngay. Đứa nhỏ khóc lóc không chịu rời đi. Người mẹ nhất thời khóc giống, nghẹn ngào hô. Ai tới cứu con ta đi? Có ít người trốn trong phòng mình. Dường như họ cảm thấy thấy trốn trong nhà có thể giấu mình khỏi sự truy sát của đám quái vật xấu xí. Họ ngồi trên nền gạch lạnh run. Khi họ phát hiện đám quái vật kia không phá cửa tiến vào thì trong lòng không khỏi vui mừng. Về sau Lý Thị nhất định giết sạch quái vật, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, họ nhất định được giải cứu. Chỉ là họ không biết, vật thí nghiệm chỉ tạm thời buông tha họ mà thôi. Con mồi không chạy trốn tạm thời để lại, về sau có thể chậm rãi tìm kiếm. Mà binh sĩ Lý Thị cũng không bao giờ tới cứu họ. Xe của Nhâm Tiểu Túc quay đầu chưa được 2 phút, thậm chí họ còn chưa kịp tìm chỗ rẽ đã thấy binh sĩ thần bí ở đối diện. Nhìn sơ thì đối phương cũng có chừng hơn 100 người. Không kịp rồi, trận chiến này không thể không đánh. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, vô địch đi theo, yểm hộ ta. Vừa nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc vừa nhảy xuống khỏi thùng xe. Trong nháy mắt đó, thiết giáp đã bao bọc toàn thân hắn. Lúc Nhâm Tiểu Túc rơi xuống mặt đất có chút chấn động. Vì nhảy xuống xe quá nhanh mà trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc mất cân bằng. Chân được bọc bởi thiết giáp vừa đắp xuống đất đã phát lực, cả người hắn như đạn pháo xông ra ngoài. Chỉ một đạp này mà khiến Nhâm Tiểu Túc bay vọt qua người Lý Thanh Chính vừa mở cửa xe tải, phóng tới trước mặt đám binh sĩ thần bí. Nhâm Tiểu Túc nghiêng người đánh về phía đối phương, cút hết cho ta. Chỉ thấy vai Nhâm Tiểu Túc đụng vào thân xe, chớp mắt khiến xe ngã nghiêng qua một bên. Dù Nhâm Tiểu Túc được che chắn bởi thiết giáp nhưng so với xe vận binh kia vẫn rất bé nhỏ. Có điều lực lượng bé nhỏ mà cứng rắn này lại khiến xe có thể lật ngược. Binh sĩ nano trong xe không ngờ sẽ có biến cố thế này. Trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc vung tay, 4 lá bài bỗng nhiên được phóng tới cắm lên xe. Thời gian phảng phất như ngừng lại. Tài xế thấy được 4 lá bài xoay tròn trong không trung bay về phía cửa sổ xe. Trong chớp mắt sắp trúng cửa sổ xe thì lá bài phát ra ánh sáng màu vàng, phảng phất như ánh mặt trời thiêu đốt. Một tiếng ầm vang lên, 4 lá bài phát nổ. Uy lực khiến nửa đầu xe bay đi. Cả chiếc xe bị đánh văng vào một tòa nhà gần đó. Người đi đường thấy vật thì kinh hồn bất định. Họ không ngờ trên đường chạy thoát thân lại thấy được một màn chấn nhiếp nhân tâm như thế. Robot một thân thiết giáp kia tự như thần thánh. Người trong hàng rào chưa bao giờ chứng kiến một cá thể có lực lượng phi thường như vậy. Phảng phất như họ vừa bước vào thế giới tương lai. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không quá tốt. Tuy có thiết giáp bảo vệ nhưng lực va chạm này không phải thức hắn gánh được. Bờ vai Nhâm Tiểu Túc mơ hồ có chút đau. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, xe lật không tạo ra bất kỳ thương tổn nào với chiến binh nano cả. Nếu không có cách nào đoàn diệt họ, sắp tới hắn sẽ phải nghênh đón sự vây công của hơn 100 chiến binh nano.
Nhâm Tiểu Túc thở dốc một chút. Hắn không biết mình có thể thắng không. Thế nhưng sau lưng hắn là Nha Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ và Vương Phù Quý. Chỉ có thể là sống hay chết, hắn không còn lựa chọn nào khác. Từ trong xe vận tải bị lật có hơn 10 chiến binh nano chui ra. Chỉ 3 giây họ đã bao vây Nhâm Tiểu Túc. Trong tay mỗi người đều là đao nano. Chỉ cần Nhâm Tiểu Túc không chú ý, thanh đao đó sẽ chém trúng người hắn. Một chiến binh nano chém tới, Nhâm Tiểu Túc vươn tay ra đỡ. Trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc vung tay, hắc đao bổ tới, chém đối phương thành hai nửa. Sự sống của chiến binh nano bị cắt đứt ngay tại giây phút này. Thế những chiến binh nano còn rất nhiều. Có người thừa dịp Nhâm Tiểu Túc đang chiến đấu mà đánh lén từ sau lưng. Từ chỗ lưỡi đao nano phát ra từng gợn sóng khí. Một đao này hạ xuống, khiến thiết giáp của Nhâm Tiểu Túc nứt thành một vệt to. Trần Vô Địch anh dũng mở ra một lỗ hổng từ phía sau, đi tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc. Có điều phía xa còn có xe vận binh đang nhanh chóng chạy tới. Làm sao bây giờ? Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển. Nếu số lượng chiến binh nano tăng lên, hắn phải suy tính tới việc chạy trốn. Thế nhưng vào lúc này, bình xăng của một chiếc xe vận binh bị nổ. Trong khoảnh khắc, cả chiếc xe hóa thành một hỏa cầu to lớn, thiêu đốt luôn tất cả chiến binh nano trong xe. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Cùng lúc đó, âm vang tiếng súng nổ tới truyền tới. Hắn ngạc nhiên nhìn về phương xa. Ở một tòa nhà cao tầng có thiếu nữ đội nón lưỡi chai phất tay với hắn, phảng phất như nói, vì ngươi không tới tìm ta nên ta chỉ có thể tới đây tìm ngươi. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi sâu, nhanh chóng phóng tới vòng vây của chiến binh nano. Chiến thuật phòng ngự vừa được dựng lên trong nháy mắt bị đụng cho người ngã ngựa đổ. Mỗi lần có người thành công đánh lén Nhâm Tiểu Túc thì một viên đạn từ xa đúng hẹn bay tới tiêu diệt mối nguy hiểm dễ như trở bàn tay. Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển kịch liệt. Không còn cách nào khác nhưng viện quân của lão tử đến rồi. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 286 Ý chí sắt thép. Điểm sức mạnh của Nhâm Tiểu Túc là 1.5, điểm tốc độ là 1.1. Kỳ thật cũng không tính là cao. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc có thiết giáp bao bọc nên chẳng khác nào một con dã thú trong mắt người khác cả. Lúc này hắn giết người chẳng cần kỹ xảo gì cả. Chỉ cần dùng sức mạnh đã đủ nghiền ép đối phương hoàn toàn. Đương nhiên nếu chỉ như vậy hắn vẫn bị hơn 100 chiến binh nano vây công tới kiệt sức. Chung quy sức người có hạn, năng lượng của thiết giáp cũng có hạn. May mắn kỹ năng súng ống hoàn mỹ của Dương Tiểu Cận khiến nàng có thể bắn chính xác người mấy trăm thước. Dù Nhâm Tiểu Túc và chiến binh nano có tốc độ khá cao, địa vị của súng ngắm trong vũ khí bộ binh là cực cao. Nó đại diện cho lực sát thương và lực chấn nhiếp cực mạnh. Súng ngắm là sự hiện diện khiến tất cả địch nhân đều phải kiêng kỵ. Bình thường, tay súng bắn tỉa sẽ chọn đánh lén. Nhưng súng ngắm trong tay Dương Tiểu Cận chẳng khác nào khẩu pháo tầm xa không ngừng gầm rú. Nhâm Tiểu Túc được Dương Tiểu Cận yểm hộ như hổ thêm cánh. Điều này khiến hắn càng thêm yên tâm đột phá và sát thương hiệu quả hơn. Chiến binh nano muốn tạo thành thế trận vây kín. Có điều dưới sự nỗ lực và phối hợp của Nhâm Tiểu Túc thì công sức của họ đổ sông đổ bể cả. Một chiến binh nano muốn chém Nhâm Tiểu Túc từ phía sau. Thế nhưng hắn vừa giơ tay lên đã bị súng ngắm bắn văng đi. Người muốn tập kích phía sau Nhâm Tiểu Túc đều vào tầm ngắm. Trong nhất thời, các chiến binh nano thậm chí còn chẳng dám đứng sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Bên cạnh Nhâm Tiểu Túc còn một Trần Vô Địch không ngừng vung mạnh kim cổ bổng quét ngang thiên quân. Kim cô bổng kia chẳng biết là từ gì mà vừa quét lên người chiến binh nano thì xương cốt họ chỉ có nước vỡ vụn. Cư dân hàng rào chạy trốn tới đây, thấy một màn trước mắt không khỏi chấn kinh. Đây là hình ảnh chiến đấu chỉ có trong tưởng tượng của họ. Thiết giáp kia chẳng khác nào mãnh thú dẫm nứt đất bằng. Thế nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện vật thí nghiệm sau lưng sắp đuổi tới rồi. Ở nơi khoe mắt của Nhâm Tiểu Túc, hắn thấy phía dưới tòa cao ốc của Dương Tiểu Cận cũng có vô số vật thí nghiệm muốn leo lên. Trong bóng tối của sân thượng, ám ảnh chi môn mở ra. Súng của Dương Tiểu Cận không ngừng bắn,
Bên trong ám ảnh, Chi Môn truyền tới âm thanh của Lạc Hinh Vũ. Tiểu Cận, đi mau. Đừng lo cho hắn nữa. Nếu ngươi không đi thì không còn kịp nữa đâu. Thế nhưng Dương Tiểu Cận làm như không nghe, vẫn không ngừng nổ súng, lắp đạn, lên đạn, nổ súng. Với tố chất thân thể của Dương Tiểu Cận bây giờ vẫn bị sức giật của súng chấn cho đau nhức. Có điều Dương Tiểu Cận vẫn không ngừng tay. Nàng mà ngừng thì Nhâm Tiểu Túc thế nào? Lạc Hinh Vũ xém chút phát điên, nhanh lên, vật thí nghiệm sắp bỏ tới nơi rồi. Van cầu ngươi à, không kịp nữa rồi, chờ một chút. Dương Tiểu Cận bình tĩnh lắp đạn rồi lại bắn. Lúc này bên người nàng là vô số vỏ đạn, chỉ còn hơn 10 viên đạn mà thôi. Tay súng bắn tỉa bình thường nào đen đủi phải xài nhiều đạn như nàng chứ, căn bản không có. Chỉ có kỹ năng hoàn mỹ như Dương Tiểu Cận mới có thể dùng súng ngắm như hỏa lực áp chế tuyệt đối đối thủ. Lòng Lạc Hinh Vũ nóng như lửa đốt. Nàng không biết Dương Tiểu Cận phát điên cái gì mà ngay cả an nguy bản thân cũng chẳng màng. Dương Tiểu Cận thủy chung nhìn qua ống ngắm. Nàng phải giúp Nhâm Tiểu Túc tiêu trừ tai họa ngầm. Một khắc sau, vật thí nghiệm đã leo tới tầng thượng, đánh tới Dương Tiểu Cận. Trong chớp mắt đó, Dương Tiểu Cận vẫn bóp cò. Phải tới khi đối vật thí nghiệm sắp chạm được vào tóc nàng thì Dương Tiểu Cận mới vươn tay đặt vào tay Lạc Hinh Vũ mà rồi lóe lên biến mất. Vài vật thí nghiệm vồ hụt trên sân thượng va vào nhau. Chúng thét lên âm thanh gào thét tức giận. Bên này, Nhâm Tiểu Túc không còn được súng ngắm giúp đỡ nữa nên dần kiệt sức. Chiến binh Nano cũng nhận ra tay súng bắn tỉa đã rời đi nên lập tức tiến hành vây công, muốn giết Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch tại chỗ. Nhâm Tiểu Túc phát giác năng lượng của thiết giáp sắp hết, mà cự ly của vật thí nghiệm chỉ cách họ chừng vài trăm mét. Nhâm Tiểu Túc thở dài một hơi, khắp nơi đều là tuyệt lộ. Thế nhưng dựa theo Lý Thần Đàn nói, trong thời khắc sinh tử, sống hay chết đều dựa vào sức mạnh của sự phẫn nộ và không cam lòng. Nhâm Tiểu Túc rất mệt, có điều hắn vẫn còn át chủ bài. Tuy sức mạnh 1.50 không cao nhưng một khi tồi thành mở ra sẽ là một thế giới mới. Kỹ năng tồi thành chỉ có 30 giây, vì thế Nhâm Tiểu Túc xem nó như át chủ bài của mình. Nhâm Tiểu Túc coi trọng tồi thành không phải vì nó giúp hắn bao nhiêu mà vì nó có thể giúp ảnh tử bao nhiêu. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc hóa đỏ. Giờ khắc này, cả thế giới trong mắt hắn cũng như hóa đỏ. Một thế giới mới hàng lâm, thế giới cũ đã chết. Trong nháy mắt tồi thành mở ra, Nhâm Tiểu Túc cũng triệu hồi ảnh tử. Rất dễ để tính toán sức mạnh của ảnh tử. Sức mạnh của ảnh tử gấp đôi Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc mở tồi thành, sức mạnh của ảnh tử gấp 4 Nhâm Tiểu Túc. Một khắc ảnh tử thoát ly cơ thể Nhâm Tiểu Túc, nó lập tức nhảy tới trước chiến binh Nano. Một đao chém ngang, kinh sợ phiên hồng. Chiến binh Nano trước mặt ảnh tử nháy mắt chết sạch. Khi một chiến binh Nano muốn chém vào đầu ảnh tử thì chẳng biết từ lúc nào ảnh tử đã tránh đi. Hắc đao trên tay ảnh tử cũng chém lên người đối phương. Chỉ thấy thân ảnh đối phương chia làm hai đoạn. Cái gọi là tổ thành, ý chỉ lực lượng chân chính có thể tiêu diệt của một tòa thành. Ảnh tử một đường chém đứt cổ chiến binh Nano, xem người này như tấm chắn sông về phía trước. Trong nháy mắt kiến trúc bị va vào đổ sập, mặt đất cũng vỡ vụn theo từng bước của ảnh tử. Thân ảnh màu đen như du long giáng xuống nhân gian. Trên đường phố bên trong hàng rào, trong biển người rối ren, thiếu niên điều khiển ảnh tử tiếp tục chiến đấu. Hắc đao, tồi thành, ảnh tử. Một khắc kết hợp ba thứ này với nhau có thể tạo ra lực lượng chân chính vượt qua phàm tục. Dù nó chỉ có 30 giây, Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển. Hơn 10 chiến binh Nano không trụ nổi nửa giây trước mặt ảnh tử. Ảnh tử đứng cuối đường, giữa ánh sáng và nhộn nhịp, giữa náo động và ồn ào, giữa thế giới sắp bị hủy diệt. Ảnh tử chỉ lẳng lặng đứng đó, hắc đao chĩa vào mặt chiến sĩ Nano đối diện. Phảng phất như truyền đạt ý chí sắt thép của mình với thế giới này. Nếu thực lực hai bên không chênh lệch rõ như thế, chiến binh Nano còn có lòng đánh một trận. Thế nhưng ảnh tử quá kinh khủng, họ cảm thấy dù là binh sĩ thiết giáp, một khi đối mặt với nó cũng khó lòng chịu nổi sức mạnh này. Đương nhiên họ không biết tồi thành chỉ có thời hạn 30 giây. Chiến binh Nano bắt đầu rút lui. Họ cũng thấy được vật thí nghiệm cách đó không xa.
nếu không thể chiến thắng Nhâm Tiểu Túc, họ chỉ có thể rút lui. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám chiến binh Nano rời đi thì nhẹ nhàng thở ra. Thời gian tồi thành sắp hết rồi, khí lực của hắn cũng cạn, ngay cả năng lượng của thiết giáp cũng đã xuống dưới mức thấp nhất. Nhâm Tiểu Túc đã là nỏ mạnh hết đà. Có điều vào lúc này, một chiến binh Nano khiêng tên lửa đạn đạo bóp cò. Nhưng người gã nhắm không phải Nhâm Tiểu Túc mà là Trần Vô Địch. Vô Địch, Nhâm Tiểu Túc gào thét. Hả? Trần Vô Địch vừa giết một chiến binh Nano thì nghe tiếng sư phụ gọi mình, hắn lập tức quay đầu lại. Có điều khi hắn quay đầu lại thấy Nhâm Tiểu Túc đang chạy về phía mình. Vị sư phụ mỗi ngày đều hô mình không phải người tốt, chẳng khác nào anh hùng từ trên trời giáng xuống. Vì bảo vệ mộng tưởng của một hài tử yếu ớt, vì một hài tử yếu ớt muốn làm một anh hùng mà trở thành người tốt. Sư phụ là người tốt nhất trên đời này. Chỉ thấy thiết giáp vốn bao bọc toàn thân Nhâm Tiểu Túc nay hội tụ thành một tấm chắn chắc chắn trước mặt Trần Vô Địch. Nhâm Tiểu Túc muốn dùng người máy Nano để ngăn cản hỏa tiễn kia. Ầm một tiếng, Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch bị khí áp to lớn đẩy văng ra ngoài. Thiết giáp cũng bị oanh tạc tới mức chia năm xẻ bảy. Trần Vô Địch đứng lên, sư phụ. Chỉ thấy mảnh vỡ của thiết giáp hóa thành chất lỏng, lần nữa chảy về phía Nhâm Tiểu Túc. Có điều Nhâm Tiểu Túc đã hôn mê bất tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 287, Đại Thánh Nhân Gian Không Còn Nữa. Trần Vô Địch thấy Nhâm Tiểu Túc hôn mê bất tỉnh thì điên cuồng nhào tới. Sau khi dò xét hơi thở thì Trần Vô Địch phát hiện Nhâm Tiểu Túc vẫn còn sống. Hắn suy nghĩ một chút, thiết giáp đã gánh chịu phần lớn thương tổn nên sư phụ cũng không chịu vết thương chí mạng. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc cố hết sức chống lại tên lửa nên bị lực đẩy quá lớn kích cho bay ra xa. Vũ khí nóng được tạo ra từ kết tinh trí tuệ của nền văn minh nhân loại đủ có thể giết thần. Trần Vô Địch muốn nâng Nhâm Tiểu Túc lên nhưng vật thí nghiệm cũng dần tới gần. Hắn nói với Lý Thanh Chính, các người tới phụ ta khiêng sư phụ lên xe đi. Nhưng Lý Thanh Chính nói với vẻ mặt đau khổ, vừa rồi đạn lạc đã làm hư động cơ phía trước, xe tải không chạy được. Mắt thấy vật thí nghiệm sắp đuổi tới nơi, họ vừa qua được nguy hiểm, này lại tới nguy hiểm. Bỗng nhiên Nha Lục Nguyên nói, mọi người khiêng học sinh bị thương đi. Khương Vô Lão Sư và ta khiêng ca ca ta, thay phiên nhau. Hiện tại Nha Lục Nguyên có người máy Nano nhưng năng lượng không lâu, cho nên một mình hắn không cách nào cõng Nhâm Tiểu Túc đi quá xa được. Lúc đó sẽ cần Khương Vô hỗ trợ. Vừa nói xong, Vương Phú Quý liền chủ động khiêng một học sinh xuống xe. Lúc này thương thế đám Vương Vũ Trì vẫn chưa hồi phục, học sinh bị thương có 5 người. Hiện tại cộng thêm Nhâm Tiểu Túc thì trong đoàn có 6 người bị thương. Cộng với hơn 10 nữ sinh giúp đỡ, mọi người luống cuống tay chân giúp đỡ người bị thương chạy đi. Trong lòng họ là một mảnh mờ mịt, Nhâm Tiểu Túc đã hôn mê, bây giờ họ biết là sao. Từ trước tới giờ họ đều ỷ lại Nhâm Tiểu Túc, dù trời có sập cũng có Nhâm Tiểu Túc đỡ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhâm Tiểu Túc đã ngất xỉu. Bản thân hắn còn cần người khác chiếu cố đó. Hàng rào trở thành một chiến trường toàn máu và nước mắt. Phồn hoa và nền văn minh từng được con người gây dựng chỉ còn thế này. Đám người chạy trốn chẳng khác nào thủy triều cuốn qua họ. Đen đường từ xa không ngừng đổ xuống. Bầu trời cũng như nghiêng ngã theo. Đây là nơi tận cùng của cái chết. Không ai có thể sống dưới thủy triều màu xám kia. Lúc này, mắt thấy vật thí nghiệm ngày càng tới gần. Nhâm Tiểu Túc tự như chẳng để tâm, hắn chỉ chú ý tới Nhâm Tiểu Túc trên người mình. Dẫn theo người bị thương thì sao chạy thoát được vật thí nghiệm, đây là chuyện không thể nào. Số lượng vật thí nghiệm lại tới mấy ngàn, có đánh cũng chẳng đánh lại. Nhìn vật thí nghiệm dữ tợn kia, trong lòng mọi người đều tự đưa ra lựa chọn, rời đi hoặc cùng chết. Nhan Lục Nguyên nhìn những người khác do dự. Âm thanh hắn lạnh lùng vang lên, các người muốn đi, bây giờ có thể đi ngay. Còn Nhan Lục Nguyên hắn, có chết cũng phải chết cùng Nhâm Tiểu Túc. Mắt thấy cự ly vật thí nghiệm với bọn họ còn chưa tới 100 mét. Một nữ sinh khóc lóc lại Khương Vô. Lão sư, thật xin lỗi. Nói xong, một mình nàng chạy về phía trước,
bỏ mặt mọi người sau lưng. Trần Vô Địch im lặng nhìn theo bóng lưng nữ sinh, hắn há mồm nhưng chẳng nói được gì. Không ai chỉ trích nữ sinh kia cả, giữa sống và chết, họ không còn lựa chọn nào khác. Khương Vô im lặng nhận lấy Nhâm Tiểu Túc từ trên lưng Nha Lục Nguyên. Để ta, người máy nano của ngươi không còn bao nhiêu năng lượng nữa. Bây giờ ta còn sức, để ta cõng hắn. Lại thêm hai nữ sinh khác xin lỗi Khương Vô rồi chạy đi. Thế nhưng Khương Vô không hề trách các nàng, bây giờ các nàng chỉ đơn giản là muốn sống mà thôi. Vương Vũ Trì bị thương mà không được ai đỡ nên ngã xuống đất. Hắn cười khổ, các người đi đi, dẫn lớp trưởng theo cùng, ta không đi được nữa. Lão Lý, đưa ta một trái lựu đạn, ta biết ngươi còn giấu hai quả. Một đồng học khác đỡ hắn, may quá, cho ta một quả. Các ngươi đi đi. Nguyên bản đám học sinh này phải ngồi trong phòng học sáng sủa, nghe lão sư giảng trên bục, còn họ thì ở phía dưới lén lút truyền giấy. Tan học họ có thể tập bóng rổ, mỗi người đeo cặp sách tan trường dưới ánh chiều tà. Tương lai nếu thi đậu đại học, nói không chừng họ còn có thể học thêm nhiều kiến thức khác. Sau đó họ lại gặp được cô gái trong mộng, cùng đối phương sống cả đời còn lại. Những người như vậy lại chỉ có thể sống tới 18 tuổi, không còn sau này nữa. Đường phố nối dài thông tới nơi xa cứ như mãi mãi không bao giờ kết thúc. Mồ hôi thiếu niên vốn phải rơi trên sân cỏ nay lại rơi vào vực thẳm. Một cổ ý chí quyết tử bỗng nhiên dâng trào. Vương Vũ Chỉ nói, các người hãy sống thật tốt. Trần Vô Địch quay đầu nhìn vật thí nghiệm đuổi phía sau. Hắn nhìn Vương Vũ Trì nói, các người ai cũng không cần chết, ta sẽ cản phía sau. Hả? Lý Thanh Chính sốt ruột, chúng ta không cần. Trần Vô Địch cười nói, các người quên rồi hả? Ta là Tề Thiên Đại Thánh truyền thế. Mọi người im lặng không nói. Dù ngươi là Tề Thiên Đại Thánh cũng không đánh lại ngần ấy, quá vật. Trần Vô Địch lên tiếng, nhà người ta là đồ đệ bảo vệ sư phụ. Kết quả tới ta là sư phụ bảo vệ ta. Người kia khẩu thị tâm phi, dùng tiếng xấu làm áo giáp tự bảo vệ mình rồi lại bảo vệ hắn. Bây giờ tới phiên ta bảo vệ người. Ta là Tề Thiên Đại Thánh a. Tề Thiên Đại Thánh sao có thể sợ hãi trước yêu ma? Dù chết hắn cũng phải lôi đám yêu ma đó chung một chỗ. Trần Vô Địch bước một bước trắng trước mặt mọi người. Thân ảnh bé nhỏ của hắn đối diện với thủy triều màu xám chẳng khác nào đảo hoang giữa biển. Ánh chiều tà kéo dài một đường trên không trung rồi chiếu lên người Trần Vô Địch. Sư phụ nói, hắn chính là tia sáng đó. Hắn là ánh sáng sáng chói nhất, lộng lẫy nhất thế giới này. Là tia sáng bất khả chiến bại. Đột nhiên, Trần Vô Địch chạy như điên về phía vật thí nghiệm. Toàn thân hắn lộ ra vô số huyết châu. Đó là cái giá lớn phải trả để đổi lấy sức mạnh, nhờ thiêu đốt sinh mạng mà thành. Hư ảnh hoàng kim tỏa tử giáp một mực run rẩy bao bọc Trần Vô Địch nhưng chưa bao giờ hiện thành hình rõ ràng. Trần Vô Địch gào thét, chưa đủ. Thêm nữa, ta nói, nhiều hơn nữa. Hỏa diễm được đốt từ sinh mệnh của hắn bốc lên, như muốn dùng hết cả mạng sống của hắn là tỏa sáng. Thế giới linh hồn gợn sóng mãnh liệt, phảng phất như muốn ngược dòng thời gian tìm về kiếp trước. Ở kiếp trước hắn là ai? Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn. Không đúng. Bạch Mã Ôn của Thiên Đình. Cũng không đúng. Đúng rồi, hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Tây Thiên hắn đã qua. Hắn là đấu chiến thắng Phật thế gian này không ai bằng. Hắn từng tới Tây Thiên. Hắn từng tới Tây Thiên. Sau một khắc này, Phượng Xí Tử Kim Quan vốn chỉ có hư ảnh trên đỉnh đầu Trần Vô Địch nay chiếu sáng như mặt trời thiêu đốt, sáng tới tận trời. Một khắc kia, Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp cũng tỏa ra ánh sáng như mặt trời màu vàng, đấu cùng thiên không. Tơ trắng như mây không ngừng kéo tới, kết thành cụm dưới chân Trần Vô Địch. Trần Vô Địch cười ha hả trong ánh. Triều tà, Tề Thiên Đại Thánh ở đây, ai dám chống lại ta? Thủy triều màu xám rốt cục cũng cuốn tới Trần Vô Địch. Kim cô bổng trong tay Trần Vô Địch quét xuống đất lại cuốn lên trời. Uy thế một gậy kia nhấc lên hơn 10 trượng sóng đất, cứng rắn chôn sống hết thảy vật thí nghiệm. Thủy triều đại địa ngập trời như thần linh giận dữ phá hủy thế gian. Vật thí nghiệm bị chôn sống vũng vẫy muốn leo ra. Chỉ có điều bùn đất cứng rắn như sắt thép khiến chúng không thể nào thoát ra được. Phía sau vẫn còn vật thí nghiệm không sợ chết xông tới.
Trần Vô Địch bứt một nhúm tóc sau tai, để trước miệng và thổi: "Hầu tôn hầu tử của ta đâu?" Trên trăm hầu tôn hầu tử theo gió hiện ra: "Có, theo ta hàng yêu." Trần Vô Địch lớn giọng cười, đánh giết về phía đám vật thí nghiệm. Hầu tôn hầu tử nhào tới vật thí nghiệm dữ tợn, không ngừng đánh chúng. Nguyên bản vật thí nghiệm hung hăng mà trước mặt hầu tử hầu tôn lại chẳng chịu nổi một kích. Một gậy vừa hạ xuống đã đánh nát cốt nhục của vật thí nghiệm. Vừa rồi Trần Vô Địch nói hắn cản phía sau là thật sự muốn cứng rắn cản thủy triều xám ở đây, sau đó đánh chết chúng. Đây mới thật sự là cản lại phía sau. Trong nháy mắt, Trần Vô Địch cảm thấy vật thí nghiệm trước mặt chẳng khác nào yêu ma bốn phương tám hướng hóa thành. Toàn bộ thế giới trở nên đen kịt, yêu khí ngút trời. Vật thí nghiệm có trí tuệ núp ở phía sau giấu kín hành tung. Nó chỉ huy một lượng lớn vật thí nghiệm ý đồ muốn bao vây Trần Vô Địch. Đây là kẻ địch mạnh nhất nó gặp từ khi rời khỏi cảnh sơn. Nó không ngờ con người vẫn có kẻ bất khả chiến bại thế này. Trong những tòa nhà bên cạnh vẫn còn con người ẩn núp. Họ nghe được động tĩnh thì ghé qua cửa sổ dò xét, lại thấy một Trần Vô Địch được bọc trong ánh sáng vàng chẳng khác nào anh hùng cái thế. Thế nhưng vật thí nghiệm vẫn không ngừng trào lên. Trần Vô Địch nôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn chỉ muốn cười hỏi sư phụ một chút, hỏi người xem có phải hắn rất lợi hại không. "Sư phụ, sau này người phải bảo vệ ánh sáng của người, đừng để nó bị hủy diệt." Trong chớp mắt, kim cô bổng của hắn hướng lên trời, thiên nghiêng. Sau một khắc, Trần Vô Địch giống giận cần kim cô bổng đập một gậy xuống đất. Lấy kim cô bổng làm trung tâm, một vòng kim quang phát ra. Lại thấy ánh sáng vàng như rung động thế giới. Đại địa chẳng khác nào mặt hồ và vật thí nghiệm chẳng khác nào mấy con muỗi. Trong khoảnh khắc, muỗi hóa thành bột phấn bay theo gió. Từ đó, không vật thí nghiệm nào dám đánh tới nữa. Thủy triều màu xanh nhanh chóng chạy như điên ra khỏi hàng rào. Từ lúc rời khỏi cảnh sơn tới giờ, đây là lần đầu tiên chúng bị đánh lui. Trần Vô Địch dùng sinh mạnh trả giá, xoay chuyển tình thế, dùng thân đỡ núi. Thế nhưng từ đó, sinh mệnh Trần Vô Địch chẳng khác nào con thuyền đi tới cuối biển. Tinh thần hắn suy sụp, ngồi cười ngây ngô dưới đất, nhưng ánh mắt chẳng có chút uể oải nào. Hắn đang nghĩ, nếu sư phụ ở đây nhất định sẽ khen hắn. Nghĩ tới đó, Trần Vô Địch càng thêm vui vẻ hơn. Nói không chừng người còn làm cho hắn một chén cơm chiên thịt khô nữa, thịt khô được giấu dưới đáy chén. Lúc này, một người vốn trốn trong tòa nhà bên cạnh chạy ra: "Anh hùng, ngươi không sao chứ? Nói không chừng còn có thể cho hắn xào một chén thịt khô cơm chiên đâu, thì toàn bộ giấu ở đáy chén cái loại kia." Trần Vô Địch không để ý tới họ. Lúc này hắn đã hấp hối sắp chết. Trong đầu hắn chỉ có hồi ức tốt đẹp ngắn ngủi khi ở cạnh sư phụ. Lúc còn bé hắn đã được đưa vào viện tâm thần. Nghe nói vì hắn bệnh mà mẹ chạy theo người khác, cha cũng chẳng biết tung tích. Trong đó hắn không có bạn bè, ngày bình thường cũng không có gì chờ mong, chỉ thấy cuộc sống toàn là u ám. Kỳ thật tinh thần Trần Vô Địch vẫn luôn dừng ở mùa hè năm 8 tuổi kia, là mùa hè mà hắn từng thề phải trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Thế nhưng sau khi gặp được sư phụ, cuộc sống ngày càng phong phú. Hắn có thể ăn ngon, mọi người yêu thương hắn, không ai mắng hắn là đồ ngu. Hắn đặc biệt muốn nói với sư phụ, người lái xe nát muốn chết, về sau đừng lái nữa. Sư phụ, lúc người mặc giáp trông y như con bò vậy, không thể khiến thiết giáp trông đẹp mắt hơn được hà. Sư phụ, cô gái đội mũ lưỡi chai trên tòa nhà cao tầng kia là người người thích đúng không? So với Tử Hà của ta thì mạnh hơn nhiều. Sư phụ, người nấu cơm ăn rất ngon. Sư phụ, người mới là tia sáng đó. Trần Vô Địch cười ngây ngô. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn quay về phía bên cạnh. Hắn chỉ thấy một nam nhân trung niên vụng trộm đào bùn. Trong bùn đất có máu tươi của Trần Vô Địch. Trần Vô Địch kinh ngạc hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Nam nhân trung niên ngập ngừng không nói lời nào. Trần Vô Địch cao giọng, ta hỏi ngươi đang làm gì? Nam nhân trung niên sợ tới phát khóc. Hắn phát hiện Trần Vô Địch đã nhìn thấy mình thì quỳ xuống. Hỏa chủng đang thu mua máu của siêu phàm giả. Quảng cáo phô thiên cái địa của hỏa chủng đã có tác dụng. Nếu hắn không phải siêu phàm giả,
không có máu để bán thì bán máu của người khác cũng được. Chỉ cần một lần bán máu là có được gia tài hơn 100 vạn, không lo ăn uống nửa đời sau. Trần Vô Địch cười không thành tiếng. Đây chính là nhân gian. Trần Vô Địch nhớ tới người hắn từng cứu trên đường chạy trốn khỏi hàng rào 109. Nam nhân trung niên đó còn kích động những người khác đoạt đồ ăn của hắn. Trần Vô Địch nhớ tới thời gian mọi người ở trạm gác, sớm chiều giúp đỡ nhau nhưng cuối cùng vẫn có người vụng trộm cướp đồ trốn đi. Trần Vô Địch nhớ tới binh sĩ cố tình ngã rồi để kẻ đần là hắn cõng đi. Trần Vô Địch nhớ tới người trong phòng y tế được hắn cứu còn mắng hắn là ăn hại. Trần Vô Địch nhớ tới mọi thứ trên thế giới này, sau đó cười không thành tiếng. Lại thấy Trần Vô Địch cầm kim cô bổng mơ ra. Vầng kim quang rung động trên người hắn lần nữa khuếch trương. Người trung niên muốn lấy máu hắn hóa thành bụi mịn, thẳng tới lúc này tay, đối phương vẫn cầm chặt đống bùn đất kia. Đây là lần đầu tiên Trần Vô Địch động thủ giết người, cũng là lần cuối cùng. Hắn nhớ sư phụ từng nói với hắn, khi ngươi cảm thấy bản thân không ngừng bị hắc ám thôn phệ thì nhớ rõ, ngươi chính là ánh sáng đó. Thế nhưng sư phụ à, thế giới tràn ngập hắc ám à, hiện giờ ánh sáng đã bị dập tắt. Trần Vô Địch khoanh chân ngồi, kim cô bổng được hắn đặt ở trên gối, kim quan trên đầu vẫn tỏa sáng, hoàng kim tỏa tử giáp vẫn sáng ngời. Thế nhưng đột nhiên, Trần Vô Địch thấy một bên chân của hắn dần hóa đá. Đường hóa đá như du long, một đường chạy lên cổ Trần Vô Địch, mãi tới khi toàn thân hắn đều biến thành một tượng điêu khắc. Lúc mới tới bệnh viện tâm thần, khi bệnh tình chưa nghiêm trọng, Trần Vô Địch còn hay hỏi y tá, chị ơi, ba mẹ em đâu? Y tá lạnh lùng bưng chén thuốc tới, ngươi không có ba mẹ, ngươi là từ tảng đá chui ra. Nếu từ đá chui ra thì bây giờ quay về trong đá thôi. Từng hầu tử hầu tôn vây quanh, quỳ lại bên cạnh Trần Vô Địch hóa thành quan ảnh, đám mây trên trời bỗng hóa thành ánh sáng 7 màu. Ánh sáng sặc sỡ lóa mắt khiến người ở ngoài 10 dặm cũng thấy được, chẳng khác nào cầu vồng sau mưa cả. Khóe miệng Trần Vô Địch kéo ra một nụ cười. Sư phụ, ta đi. Thế gian này không cần Tề Thiên Đại Thánh nữa. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 288, Một chén rượu. Hàng rào 108 bị phá hủy ảnh hưởng rất nhiều lên chiến trường. Hàng rào này là cứ địa lớn nhất của đội chiến bộ Lý Thị. Những đội chiến bộ trước khi ra tiền tuyến đều đi qua hàng rào 108 để chuẩn bị và tiếp tế. Sau đó mới tiếp tục bắc tiến. Đây cũng là nguyên nhân mà hàng rào 108 đột nhiên thiếu lương thực. Lý Thị chưa từng trải qua chiến tranh diện rộng nên khá thiếu kinh nghiệm. Rất nhiều tướng lãnh còn nghĩ chiến tranh là chuyện cực kỳ đơn giản. Chỉ cần ổn định bộ máy chiến tranh là được. Vì thế họ thiết kế rất nhiều máy móc trong thời gian qua. Nhưng một khi chiến tranh bắt đầu, họ mới hiểu chiến tranh căn bản rất vô thường. Chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hàng rào 108 bị phá hủy khiến binh sĩ tiền tuyến của Lý Thị nhất thời mất đi một lượng lớn tiếp tế. Đội thiết giáp của Dương Thị không ngừng tiến công Thắng Sơn để tấn công vào. Chiến lược này thành công lớn. Sau khi vật thí nghiệm thoái lui, chiến binh nano của Dương Thị vẫn tiếp tục tiến vào hàng rào 108, chủ yếu là để phá hủy hàng rào này. Dương Tiểu Cận đã biến mất chẳng còn bóng dáng. Nàng là nhân vật quan trọng của Lý Thị. Dường như cũng chẳng có hứng thú với chiến tranh, chiến binh nano cũng chẳng biết đến nàng. Bên ngoài đồn Dương Thị và tên côn đồ không hợp, có điều đâu ai biết chân tướng thật sự là thế nào. Lý Thị bị cắt đường tiếp tế, trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được. Nếu binh sĩ viện trợ không kịp thời tới cung cấp nhu yếu phẩm, đây sẽ là đả kích trầm trọng với tiền tuyến Lý Thị. Nếu Lý Thị có thể vượt qua thời kỳ khó khăn này, họ nhất định sẽ báo thù Dương Thị. Đối với chiến trường Tây Nam mà nói, thứ mọi người quan tâm nhất là nhu yếu phẩm. Mà trong giới siêu phẩm giả, sự xuất hiện của Trần Vô Địch là một chuyện cực kỳ quan trọng. Tên côn đồ từng định nghĩa khoảng thời gian này là Chu Thần Lê Minh. Có nghĩa là trong giới siêu phẩm chưa có ai đủ sức mạnh thoát khỏi phàm tục. Mọi người vẫn sợ vũ khí nóng, núp dưới cái bóng của tập đoàn. Sức mạnh tầm thường ước chế giới siêu phàm.
mà sự xuất hiện của Trần Vô Địch đã đóng một dấu ấn trong thời gian này. Giới siêu phàm lặng lẽ chờ những người như Trần Vô Địch xuất hiện, khi đó thời đại chư thần quật khởi sẽ được mở ra. Vì họ đã chứng minh được sức mạnh của siêu phàm giả có thể chọc thủng trời, cũng có thể ký gửi khát vọng của mình vào đó. Nhưng nhìn chung, tất cả mọi người vẫn đang sống dưới thời chư thần Lê Minh. Chỉ có một mình Lý Thần Đàn mới, có thể xem là bán thần, mà người có thể chạm tới cánh cửa thần minh chỉ có một mình Trần Vô Địch. Đó là sức mạnh chân chính thuộc về thần linh. Trên đường phố hoang tàn và trống trải của hàng rào 108, gió rét thổi lạnh cam, trên mặt đất là báo chí cũ nát không ngừng bay loạn, lá cây rải rác khắp nơi, đâu còn công nhân vệ sinh giữ gìn hàng rào như trước. Hiện tại mọi người đều đã chạy đi, chỉ còn rất ít người trốn trong nhà với suy nghĩ chờ Lý Thị tới cứu viện, mà Lý Thần Đàn dẫn theo binh sĩ điều khiển tên lửa của Lý Thị chặn đường phía nam, trong thời gian ngắn không ai vào được. Lý Thần Đàn cô độc đi trên phố dài, hắn nhìn cảnh tượng tiêu điều mà ánh mắt chẳng có mảy may gợn sóng. Tiểu cô nương Tư Ly Nhân mặc một bộ đồ màu trắng bay bên cạnh hắn cũng chẳng nói một lời. Nàng cảm nhận được nội tâm bi thương và cô độc của Lý Thần Đàn. Lý Thần Đàn đứng trước nơi Trần Vô Địch và vật thí nghiệm đánh nhau. Hắn lặng lặng nhìn tượng đá Trần Vô Địch rồi thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng đối diện đối phương. Lần ngồi xuống này kéo dài một ngày một đêm. Phảng phất như Lý Thần Đàn chẳng quan tâm tới chuyện bên ngoài nữa, cũng đã buông bỏ cửu hận trong lòng. Hỏa lực ở phía nam và phía bắc liên tục rầm vang, mà bên trong hàng rào 108 lại là một kẽ hở cực kỳ an tĩnh. Lý Thần Đàn ngồi ở đó, Tư Ly Nhân không nói gì đợi bên cạnh. Nàng không rời nửa bước cũng chẳng phát ra âm thanh gì. Bỗng nhiên Lý Thần Đàn thở dài một hơi, hắn nói, ta cảm thấy thật hâm mộ tiểu tử Nhâm Tiểu Túc kia. Tư Ly Nhân hiếu kỳ hỏi, ca ca, sao ngươi lại áy náy hắn? Ta không áy náy. Lý Thần Đàn lắc đầu, giọng nói kiên định vô cùng, ta không sai. Ác ma thì thầm có nội tâm mạnh mẽ sao có thể dễ dàng rung động. Từ một khắc hắn quyết định báo thù tới nay chưa từng nghĩ tới mình đúng sai thế nào. Xem như hắn làm sai đi nữa, thì sao? Lý Thần Đàn nhìn tượng đá Trần Vô Địch nói, cả hai ta đều bước ra từ viện tâm thần. Ý Lý Thần Đàn muốn nói là, người từng vào viện tâm thần như hắn và Trần Vô Địch lại trái ngược nhau như thế. Một người có nội tâm thuần túy hướng về ánh sáng, một người thì cam tâm tình nguyện trầm lưu vào địa ngục. Lý Thần Đàn rất thích cách gọi ác ma thì thầm, vì tâm ma của hắn đủ để nuốt chửng cả thế giới này. Nhưng một khắc Trần Vô Địch chết đi này khiến Lý Thần Đàn không khỏi xúc động. Hắn đứng ở biên giới của vực thẳm vô tận muốn thả người nhảy xuống, nhưng dường như luôn có ai đó thầm gọi tên hắn. Có điều lúc Lý Thần Đàn quay đầu lại chỉ có một mảnh hư vô. Lý Thần Đàn ngồi đối diện Trần Vô Địch, dường như sau khi báo thù xong ta chẳng có việc gì để làm. Nếu khi đó ta còn sống, ta sẽ thay ngươi bảo vệ sư phụ của ngươi. Vào lúc này, bỗng nhiên Lý Thần Đàn có chút sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn Tư Ly Nhân, chỉ thấy Tư Ly Nhân đang bay trên không ngủ gật. Bỗng nhiên Lý Thần Đàn nở nụ cười, đừng ngủ, Lý Thị vẫn còn vài hàng rào. Chỉ sợ mấy lão giả kia đã trốn hết rồi, ta phải tìm ra họ. Trong hàng rào 88, La Lam đang ăn uống thả cửa. Dù sao mọi thứ đã có Dương Thị tiếp đãi, không cần trả tiền. Trước khi sự hợp tác của hai nhà Dương Khánh đã kết thúc, La Lam không thể rời khỏi hàng rào 88. Sở dĩ Dương Thị nguyện ý tin tưởng Khánh Trần là vì La Lam đích thân tới đây. Đây cũng là thành ý của Khánh Trần và La Lam. Tin tức của các bên khá rõ ràng. Dương Thị biết chỉ cần La Lam ở đây, Khánh Trần sẽ không phản bội họ. Đương nhiên, La Lam cũng biết bản thân hắn đang làm con tin. Thế nhưng hắn rất bình tĩnh mà hạ quyết tâm ăn không uống không. Tuy không thể rời khỏi hàng rào 88 nhưng nói thực, đãi ngộ Dương Thị dành cho La Lam tuyệt đối cao cấp. Thế nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một con quạ bay tới bàn cơm. La Lam cởi ống trúc nhỏ trên chân con quạ xuống, bên trong là một tờ giấy. Ngón tay mập mà của La Lam mở tờ giấy ra, kết quả vừa nhìn thấy nội dung trong đó hắn đã ngây dại. Tâm phúc của La Lam hỏi, ông chủ, sao vậy? Không có gì,
La Lam thở dài, hắn dội một chén rượu xuống đất. Tiểu tử từng câu hắn một mạng, luôn miệng câu hắn là Bôn Ba Nhi Bá đã không còn nữa. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 289, Bi hoan của nhân loạn. Nhâm Tiểu Túc từng nghe nói tới chư thần Lê Minh. Hắn cảm thấy cái tên này được đặt quá vội vàng. Bình thường, khi mọi người nghe tới đều nghĩ Lê Minh là hoàng hôn chứ không phải bình minh, là điểm xấu. Với lại vấn đề ở chỗ, tránh bình minh với hoàng hôn ra không được hả? Chư thần sớm mai, không thích hợp lắm. Chư thần giữa trưa, quá không hợp. Hơn nữa sau chư thần Lê Minh sẽ là thời đại gì? Chư thần nửa đêm hả? Lúc Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên thảo luận vấn đề này, họ vẫn ở trong tiệm thuốc của hàng rào 109. La Lam vẫn không ngừng chui ra chui vào miệng cống thoát nước. Lúc ấy, Nhan Lục Nguyên nghe Nhâm Tiểu Túc nói thế thì cười tít mắt. Bây giờ, thiếu niên chọc cười Nhan Lục Nguyên chỉ có thể nằm trên lưng Khương Vô mà hôn mê bất tỉnh. Thậm chí họ còn chẳng biết mình đang ở đâu. Nhan Lục Nguyên dẫn theo mọi người chạy lẫn trong đám nạn dân. Đây là chuyện mà người em trai như hắn phải làm. Bọn họ phải rời đi ngay. Lực lượng của Lý Thị trong hàng rào 108 chưa bị phá hủy hoàn toàn. Hiện giờ chiến binh Nano của Lý Thị và Dương Thị còn đang chiến đấu trong rừng. Sau khi công thành xong, Dương Thị muốn rút lui nhưng đâu dễ như thế. Nếu chiến tranh chấm dứt, Lý Thị sẽ lập tức truy nã đám bọn họ. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc dùng ảnh tưởng không hề nương tay nên khả năng cao không ít bí mật trên người Nhâm Tiểu Túc đã bị lộ. Chung quy lúc ấy vẫn có chiến binh Nano thoát khỏi. Đương nhiên, khi ấy toàn thân Nhâm Tiểu Túc được thiết giáp che đậy không lộ mặt. Có thể Lý Thị sẽ nghi ngờ Hứa Hiền Sở. Tuy cuối cùng Nhâm Tiểu Túc hóa thiết giáp thành tấm chắn, nhưng khi ấy chiến binh Nano căn bản không chú ý tới Nhâm Tiểu Túc, họ cũng không có hình ảnh về Nhâm Tiểu Túc. Huống chi, chiến binh Nano kia chưa chắc sống sót mà quay về Lý Thị. Đám Nhan Lục Nguyên thoát đi thì chiến binh Nano của Dương Thị cũng đến, trong nháy mắt bạo chiến với chiến binh Nano của Lý Thị. Đương nhiên nghĩ là thế, cụ thể có ai phát hiện bí mật của Nhâm Tiểu Túc không vẫn phải chờ. Hơn nữa, bí mật không phải chuyện Nhan Lục Nguyên quan tâm nhất. Thứ hắn quan tâm nhất hiện giờ là làm thế nào để thương thế Nhâm Tiểu Túc ổn định và mọi người an toàn rời đi. Xe đã hư, họ chỉ có thể đi bộ chung với nạn dân về phía phương Bắc. Trên đường Nhan Lục Nguyên muốn tìm một chiếc xe nhưng xe họ tìm được đều bị hư. Không có Nhâm Tiểu Túc chỉ huy, ngay cả đồ ăn mọi người cũng chẳng còn nhiều, khác hẳn những lần chạy nạn trước. Lúc này đám Nhan Lục Nguyên chật vật y chang dân chạy nạn. Ngược lại, Tiểu Ngọc Tỷ đã chuẩn bị không ít. Có điều hiện cộng thêm Nhâm Tiểu Túc, họ có 7 người bị thương, chiếu cố một người đã rất khó rồi. Bây giờ họ phải luân phiên chăm sóc nhau. Cho nên đường đi lần này, họ chỉ tích được một ít vật tư, thức ăn và vài dụng cụ cần thiết sinh tồn nơi hoang dã, ví dụ như diêm chẳng hạn. Không phải vật tư không quan trọng mà họ cảm thấy người quan trọng hơn. Nhan Lục Nguyên đeo bao tay, che kín phần cơ thể từ cổ trở xuống. Nếu mà họ phát sinh xung đột với những người khác thì người duy nhất cả đội ngũ có thể dựa vào chỉ có một mình Nhan Lục Nguyên có người máy nano trong người thôi. Vương Phú Quý, Lý Thanh Chính cùng Tiểu Ngọc Tỷ không có giá trị vũ lực cao, tạm thời chỉ có thể nhờ vào súng lục. Những người khác thì không cần nói, tuy trên người đám nam sinh có người máy nano nhưng không nhiều bằng Nhan Lục Nguyên. Hơn nữa khả năng khống chế người máy nano của đám nam sinh lại chậm. Khi đánh nhau người máy chưa kịp làm gì thì họ đã ăn đấm rồi. Ngược lại Nhan Lục Nguyên dường như có thiên phú về điều khiển người máy. Hắn còn có thể điều khiển người máy tụ hội lại vài điểm trên người. Lúc chiến đấu hắn có đeo bao tay nên không sợ người khác nhìn thấy điều bất thường. Những lần chạy nạn trước đều là Nhâm Tiểu Túc phụ trách mở đường, để đảm bảo cả đoàn không bị dân chạy nạn ùa vào mà tách ra. Lần này người phụ trách mở đường là Nhan Lục Nguyên. Lục Nguyên, Vương Phú Quý nói, nếu không để ta và Lý Thanh Chính thay ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi một chút nhé. Nhan Lục Nguyên quay đầu nói, không cần, trước kia anh ta làm gì thì hiện tại ta làm như vậy. Dân chạy nạn một đường chạy về phương Bắc, mùa đông giá rét lại có tuyết nên họ đi cũng chẳng được bao xa. Có điều cả đám chẳng ai dám quay đầu lại,
nói không chừng phía sau lưng họ vẫn còn vật thí nghiệm kinh khủng đuổi theo. Trước đó, tuy động tĩnh trong hàng rào rất lớn nhưng đa số lưu dân đều không biết chuyện của Trần Vô Địch, cũng chẳng biết ai đã cứu họ. Ngược lại, có một ít người biết khả năng cao quái vật đã bị đuổi đi. Thế nhưng lỡ đối phương chết rồi thì sao? Vạn nhất quái vật quay lại thì thế nào? Ban đêm, nạn dân ngừng lại ở một nơi cách hàng rào không xa. Từng người mơ mịt nhìn hàng rào đã bị phá hủy. Nhan Lục Nguyên một mình đi vào rừng. Hắn mang theo nồi, dây thừng cùng màn thầu khô quắc mà Tiểu Ngọc tỷ chuẩn bị. Lương thực của họ chỉ đủ trong vòng 2 hôm. Muốn chống đỡ lâu hơn chỉ có thể học Nhâm Tiểu Túc đi săn. Hơn nữa hiện tại Nhâm Tiểu Túc bị thương cần ăn thịt, không thể chỉ ăn lương khô. Nhan Lục Nguyên nhớ lại lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng chỉ hắn bắt chim sẻ. Vì kỹ xảo săn chim sẻ là đơn giản nhất, chim sẻ không phải chim di trú. Tới mùa đông sẽ có một ít chim sẻ không còn lương thực phải ra ngoài kiếm ăn. Đây là thời điểm tốt nhất để bẫy chúng. Thế nhưng sau khi Nhan Lục Nguyên đặt bẫy xong, hắn nằm trong tuyết suốt 4 tiếng liền vẫn chẳng có con chim nào sập bẫy cả. Lúc này, Nhan Lục Nguyên thấy rõ có vài con đã đậy xung quanh. Thế nhưng chỉ cần hơi thở Nhan Lục Nguyên có phần hỗn loạn là đám chim sẻ đó lập tức bị dọa chạy. Chim vốn là loài động vật cảnh giác nhất. Sau tai biến, chim càng trở nên tinh quái hơn. Nhan Lục Nguyên vẫn không nhụt chí. Hắn tiếp tục điều chỉnh lại hơi thở. Trước kia khi Nhâm Tiểu Túc săn chim sẻ quay về, Nhâm Tiểu Túc đều nói bẫy chim rất đơn giản. Tới khi Nhan Lục Nguyên tự mình thử mới phát hiện Nhâm Tiểu Túc chỉ giả bộ mà thôi. Một người nằm sấp trong tuyết rất cực, thân thể hãm trong tuyết, khí lạnh thấu xương len lỏi qua y phục tiếp xúc với da thịt chẳng khác nào dao găm từng đao khắc lên người. Xung quanh là nơi hoang dã không người, chẳng có ai nói chuyện cũng chẳng có gì giải trí, chỉ có cô độc mà thôi. Cả đêm, Nhan Lục Nguyên nằm trong tuyết không cử động, tay chân đã tê dần. Có một lần chim sẻ đã đậu xuống ngậm màn thầu vào miệng. Kết quả khi Nhan Lục Nguyên muốn nhào tới thì phát hiện hắn đã bị tê cứng cả người. Chim sẻ vừa nghe động tĩnh đã bay mất. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 290 Nhan Lục Nguyên đi săn. Nguyên lai không thể nằm sấp bất động mãi. Thỉnh thoảng vẫn phải giữ sự linh hoạt của mấy ngón tay. Thẳng tới sáng sớm, lúc Nhan Lục Nguyên buồn ngủ tới hai mắt díp lại thì một con chim sẻ khác bay vào. Nhan Lục Nguyên nhanh tay kéo dây thừng, cành cây trống nổi sắt vang lên cái kẹt. Nhan Lục Nguyên cắn răng nhào tới. Hắn cảm thấy đốt ngón tay của mình đau nhức vô cùng, may mà hắn còn có người máy nano hỗ trợ. Nhan Lục Nguyên gắt gao úp cái nồi xuống. Xác nhận xong chim sẻ có trong nồi mới duỗi tay vào trong. Vừa duỗi vào đã bị mổ đau đớn vô cùng. Này đâu có giống Nhâm Tiểu Túc nói. Nhan Lục Nguyên thầm giọng gào thét. Hắn mất nửa ngày mới có thể bẻ gãy cổ chim sẻ. Vừa bẻ xong, trên mu bàn Nhan Lục Nguyên là 3 lỗ máu. Nhan Lục Nguyên ôm chim sẻ ngồi dưới đất, chớp mắt khóc, giống lên. Xung quanh không có ai, tiếng khóc của Nhan Lục Nguyên ngày càng lớn. Nhan Lục Nguyên không khóc vì đau mà là khóc cho Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc luôn nói mình đi săn rất vui, rất dễ. Nhan Lục Nguyên vẫn luôn biết Nhâm Tiểu Túc nói xạo. Nhưng cuộc sống luôn có khoảnh khắc vui buồn khác nhau. Nhan Lục Nguyên cứ tưởng mình đã hiểu Nhâm Tiểu Túc cực khổ thế nào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những đau khổ Nhâm Tiểu Túc kể ra chỉ bằng 1% so với hắn tưởng tượng thôi. Loại chuyện này chỉ có khi chính mình trải qua mới biết những năm qua Nhâm Tiểu Túc phải gánh gồng những gì. Vì sao Nhâm Tiểu Túc thủy chung không cho hắn đi sản lực ấy? Thiếu niên không có người máy nano hỗ trợ, cũng chẳng có bao tay che đậy. Nhan Lục Nguyên lau khô nước mắt rồi quay về nơi trú quân. Tiểu Ngọc tỷ nhìn thấy bàn tay chảy đầy máu của Tiểu Ngọc tỷ thì đau lòng băng bó cho hắn. Anh trai ta tỉnh chưa? Nhan Lục Nguyên hỏi. Vương Phú Quý ù rủ lắc đầu. Ta không phải bác sĩ, thậm chí còn chẳng biết thương thế hắn ở đâu. Chỉ có biết hắn bị gãy xương nhưng cụ thể nội thương thế nào thì chẳng rõ. Vừa rồi Tiểu Ngọc tỷ bỏ thuốc kháng sinh vào nước đút cho Nhâm Tiểu Túc. Này là sợ vết thương của Nhâm Tiểu Túc bị viêm, sức chống cự xuống thấp mà bị sốt, cảm mạo. Nguyên bản mọi người còn lo Nhâm Tiểu Túc không há mồm nên chẳng đút thuốc được.
cả bọn nghĩ cách để lão sư Khương Vô dùng miệng đút. Khương Vô cũng không phản đối, chung quy cứu người quan trọng hơn. May mà Nhâm Tiểu Túc không cắn chặt miệng, thìa thuốc vừa đút vào hắn liền nuốt xuống. Nhan Lục Nguyên đưa chim sẻ cho Tiểu Ngọc tỷ. Tỷ, hầm thành canh cho anh ta uống đi. Nói xong, Nhan Lục Nguyên ngồi ngơ ngác nhìn Nhâm Tiểu Túc. Vương Phú Quý nói với Nhan Lục Nguyên, đừng lo lắng quá, mạng của Nhâm Tiểu Túc cứng lắm, không sao đâu. Kỳ thật Nhan Lục Nguyên cũng tin như vậy. Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả, lấy tố chất thân thể của siêu phàm giả, chỉ cần không phải vết thương chỉ mạng sẽ không phải chịu sự tra tấn của ốm đau. Hơn nữa, Nhan Lục Nguyên cũng đã hứa nguyện cho Nhâm Tiểu Túc, hiện giờ chỉ còn chờ phản phệ thế nào. Bình thường Nhan Lục Nguyên sẽ căn cứ vào độ nguy hiểm của phản phệ mà suy đoán an nguy của Nhâm Tiểu Túc. Vào lúc này, Tiểu Ngọc tỷ đã nhổ sạch lông chim, thậm chí nội tạng cũng đã móc sạch để sang một bên. Khi vừa sống chung với Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên, ngay cả giết gà cũng khiến nàng la hét một hồi. Lúc ấy hai đứa nhỏ đứng bên cạnh cười nhìn nàng. Kết quả hiện tại động tác của nàng đã thuần thục không ít, cuộc sống của mọi người cũng tốt hơn. Tiểu Ngọc tỷ nguyện ý vì hai anh em Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên mà thay đổi. Nước trong nồi đã sôi, Tiểu Ngọc tỷ thả chim sẻ vào. Chim sẻ vừa vào nồi, mùi thơm từ nồi nước canh sôi sùng sục phiêu đãng xung quanh. Lúc này là sáng sớm, rất nhiều nạn dân nghe được mùi thơm mà tỉnh lại. Mọi người nhìn về phía đám Nhan Lục Nguyên, trên mặt là biểu tình kinh ngạc. Lúc chạy nạn, thứ những lưu dân này mang theo là nữ trang châu báu như đồng hồ, đồ vàng bạc, tiền mặt. Còn kinh nghiệm chạy nạn của đám Tiểu Ngọc tỷ rất phong phú. Họ hiểu rõ vào rừng cần gì nhất. Lão Vương đã sớm đổi tiền thành thuốc, chỉ mang theo một tí vàng và tiền mặt. Trong chiến tranh, hoàng kim cũng chẳng quý bằng thuốc. Lúc này có người chậm rãi đi tới bên cạnh đám Tiểu Ngọc tỷ. Nạn dân đói bụng cả ngày, bây giờ bụng họ đói tới kêu rồn rột. Một nam tử trung niên nói, múc cho ta chén canh đi. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí đối phương chẳng có tí gì van cầu. Tiểu Ngọc tỷ vừa nhìn liền nói, cút. Nhan Lục Nguyên lạnh lùng nhìn đám người trong hàng rào. Hắn quá rõ bộ mặt thật của họ. Đám người dám tiếp cận họ đều là dạng không biết xấu hổ. Người thiện lương thành thật đều ngồi tại chỗ. Vì họ biết lúc này canh thịt chân quý cỡ nào nên không tính xin. Lại thấy một tên mập được một đám người vây quanh đi tới. Tên mập thấy Khương Vô giữa đám người thì hai mắt sáng ngời. Phải biết Khương Vô rất đẹp, mà bên cạnh nàng đều là nữ sinh. Mà nam tử trong đội ngũ của họ chỉ có Vương Phú Quý, Lý Thanh Chính, Vương Vũ Trì mà thôi. Nhâm Tiểu Túc là thương binh, Nhan Lục Nguyên tuổi nhỏ nên đội hình của họ trông vô cùng dễ khi dễ. Tên mập kiêu căng nói, ta là cục trưởng bộ hậu cần của hàng rào 108, Từ Thế Đoan. Nhan Lục Nguyên cười lạnh, hắn đi tới trước mặt Từ Thế Đoan, nơi này không chào đón ngươi. Từ Thế Đoan tức tới phỉ cười, thằng nhóc con chui từ đâu ra? Tránh ra, bây giờ là thời chiến, đồ ăn của các ngươi được trưng dụng. Lời còn chưa nói hết, Từ Thế Đoan đã kinh ngạc nhìn chủy thủ cắm vào ngực mình. Hắn không ngờ thằng nhóc con trong miệng mình không nói hai lời mà đâm hắn một đao. Nhan Lục Nguyên chậm rãi rút chủy thủ ra. Máu từ vết thương của Từ Thế Đoan phun vào mặt hắn. Tất cả mọi người xung quanh đều ngây ngẩn, sợ tới mức lùi ra sau. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói, không ai được tới gần nơi này của chúng ta. Lời này ta chỉ nói một lần. Nhâm Tiểu Túc từng nói với Nhan Lục Nguyên, không cần sợ gây chuyện. Ở nơi hoang dã, chỉ có thể để mọi người sợ ngươi thì ngươi mới sống lâu hơn. Nhưng gây chuyện cũng phải chú ý chừng mực, tìm người cầm đầu, đừng mở rộng phạm vi công kích. Như thế người cầm đầu sẽ bị những người khác vứt bỏ, ngươi cũng chẳng bị quần công. Thiên tính của con người đều ham sống sợ chết. Người sống trong hàng rào sớm đã quen việc an nhàn. Nếu có người dám giết người, hung ác hơn họ, họ sẽ vô thức mà lùi bước. Trước kia, loại chuyện này đều là Nhâm Tiểu Túc làm. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc hôn mê, Nhan Lục Nguyên tới gánh. Tựa như khi trước Nhâm Tiểu Túc từng làm vì hắn vậy. Đám đạn dân dần lùi xa, Tiểu Ngọc tỷ đi tới giúp Nhan Lục Nguyên lau máu trên mặt. Bỗng nhiên Nhan Lục Nguyên thở dài, Tiểu Ngọc tỷ,
hôm nay ta mới hiểu rõ từ trước tới giờ anh trai ta đã phải gồng gánh những gì. Các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.